muốn cưới con gái tôi, thì phải đưa sính lễ 88 triệu nhân dân tệ. Anh xứng cưới chị tôi sao? Anh nghĩ anh là cái gì? Đủ rồi Tô Minh, chúng ta chia tay đi. Lý Na, tôi yêu em 3 năm. Vì em không ngại bỏ gia đình. Nhưng em lại chia tay tôi vì tiền. Được, chúng ta chờ xem. Ngày vui như thế này, lại bị thằng Tô Minh đáng ghét phá hỏng. Biết vậy đã đánh chết nó từ đầu. Lý Siêu, Tô Minh anh ấy tốt như vậy. Giờ các người lại đòi thêm sính lễ. Còn muốn cướp nhà anh ấy. Chẳng phải là quá đáng sao? Lâm Y Tuyết, cô là bạn thân của tôi. Sao lại luôn bênh vực cái thằng đáng ghét đó? Nếu cô thích hắn, vậy thì cưới hắn thay tôi đi. Tôi cưới thì cưới. Nhị gia ngài đúng rồi. Tôi nên kế thừa gia sản. Tô Minh, anh tốt như vậy, Lý Na lại vì tiền chia tay anh. Hay anh cưới em đi, em che chở anh. Y Tuyết, em nói đúng, anh đã yêu nhầm Lý Na 3 năm. Bây giờ, em sẵn lòng cho anh ấy cơ hội không? Tất nhiên là sẵn lòng. Quản lý Trương Thái Phượng Phượng, cô làm gì ấy, tôi đâu cho cô vào. Quản lý Trương, có chuyện lớn rồi, Lâm Y Tuyết mà anh luôn thích, đang ở cửa tiệm, lôi kéo kéo với một người đàn ông, rõ ràng là đang làm anh khó chịu. Theo tôi thấy, thà đuổi cô ta đi còn hơn. Gì cơ, cô nhìn rõ chưa? Rõ ràng rồi, giữa thanh thiên bạch nhật, hai người họ ôm nhau luôn. Lâm Y Tuyết thật đáng ghét, bình thường giả vờ trong sáng, hóa ra sau lưng lại thế này. Hừ, hôm nay tôi sẽ cho cô biết rõ, ai mới là ông vua của 4S. Lâm Y Tuyết ôm nhau trong giờ làm việc, là kiểu gì đây? Lâm Y Tuyết, tan làm đi tán tỉnh người khác cũng được, nhưng trong giờ làm việc, lại còn dẫn người đến công ty, cô thật không biết xấu hổ. Quản lý Trương, không phải như anh nghĩ đâu, đây chỉ là bạn học của tôi. Tô Minh, anh về trước đi, sau khi tan làm tôi sẽ tìm anh. Tan làm, cô không còn cơ hội đó đâu, thu dọn đồ đạc đi ngay cho tôi. Quản lý Trương, tôi xin anh đừng đuổi tôi, nếu tôi mất công việc này, tôi chỉ có thể về nhà thừa kế gia sản. Lâm Y Tuyết, cô xem phim nhiều quá rồi. Còn thừa kế gia sản, cô đi làm mà không cố gắng, loại người như cô, thời xưa sẽ bị phạt rất nặng đấy. Tôi không có, đủ rồi, Lâm Y Tuyết, cô bị sa thải. Y Tuyết, chiếc xe sang đắt nhất em phụ trách, là chiếc xe nào, anh sẽ mua nó. Y Tuyết, chiếc xe sang đắt nhất em phụ trách, là chiếc xe nào, anh sẽ mua nó. Lâm Y Tuyết, cô bị điên à? Không chọn một quản lý kiếm hàng triệu mỗi năm. Lại chọn tên nghèo chỉ biết khoác lác. Lại còn xe sang đắt nhất. Thằng nhà quê nghèo hèn, đã bao giờ thấy tiền chưa? Một người mơ thừa kế gia sản, một người khoác lác mua xe, hai người đúng là một cặp trời sinh. Anh Minh, em biết anh muốn giúp em, nhưng giờ không phải lúc tỏ ra mạnh mẽ. Anh đi nhanh đi, Y Tuyết, dẫn anh đi xem xe. Sao nào, thích chiếc nào? Hay là để ta giới thiệu một chút. Theo tôi thì, người này có làm cả đời, cũng không mua nổi cái lốp của xe vàng. Nhiều quá rồi, quá phiền phức. Chiếc này, có phải chiếc đắt nhất mà em bán không? Đúng, đây là chiếc tiểu kim nhân 911, là chiếc đắt nhất của cửa hàng, giá trị, hơn 4 triệu, chỉ hơn 4 triệu. Có cái nào đắt hơn không? Tiểu kim nhân 918 chỉ có một trên toàn quốc. Phải điều hàng về, giá hơn 15 triệu. Được, lấy chiếc đó đi. Quẹt thẻ. Đi đi. Tô Minh, ngươi là voi sao? Sao giả vờ giỏi thế? Ngươi vô dụng thật đấy, biết tiểu kim nhân 918 giá bao nhiêu không? Đó là giá cuối cùng, chiếc xe sang giá 15 triệu, trong cả Long Quốc chỉ có một chiếc thôi. Còn phải điều từ trụ sở chính về, ngươi xứng à? Quản lý Trương, tổng giám đốc sắp tới kiểm tra. Nếu nhìn thấy anh ta ở đây, sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Ta nói tiểu tử này, sao giờ lại xuất hiện, hóa ra là muốn mượn dao giết người. Người đâu? Đuổi thằng khốn này ra ngoài cho ta. Quản lý Trương, tôi cho anh cơ hội cuối cùng, anh chắc chắn muốn đuổi tôi ra ngoài. Cho ta cơ hội. Ngươi xứng à? Ngươi dám đánh ta? Tôi thấy thằng nghèo hèn này vẫn chưa nhìn rõ tình thế. Ở showroom này quản lý Trương là trời, anh ấy đánh ai, người đó đáng bị vậy. Người đâu, đuổi hắn ra ngoài. Biết ta là ai không? Cứ đợi đấy. Tất cả hãy mở to mắt ra, nếu thằng này dám đến cửa hàng lần nữa, gặp một lần đánh một lần, nghe rõ chưa? Quản lý Trương, còn Lâm Y Tuyết đó, cũng không tha. Con nhỏ Lâm Y Tuyết này, hôm nay nhất định phải đuổi, chúa cũng không giữ được cô ta, ta đã nói rồi. Phó quản lý Trương, anh lại bán được một tiểu kim nhân 918. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên làm quản lý chính. Còn ngây ra làm gì? Tổng giám đốc muốn gặp người mua, tiểu kim nhân 918, mau giới thiệu với tổng giám đốc. Tiểu kim nhân 918, khách hàng đại gia, giới thiệu. Ngây ra làm gì? Không muốn làm nữa à? Nhưng, ngoài cái thằng đáng ghét này, đâu ai mua tiểu kim nhân 918, ai nói không ai mua tiểu kim nhân 918. Anh Minh, tiểu kim nhân 918 đang điều phối hàng, đây là hợp đồng mua xe. Mời anh ký tên. Lâm Y Tuyết cô điên rồi, tên đáng ghét này đâu có tiền mua xe. Tô tiên sinh, mời ngài ký tên. Giám đốc ông đang làm gì vậy? Ông gọi tên này là tiên sinh. Trương Sơn anh điên rồi, dám ngăn cản khách hàng ký tên. Lãnh đạo các người nhầm rồi, tên này không có tiền. 15 triệu còn là giả sao? Trương Sơn, đi gặp kế toán mà tính lương đi, ngươi bị sa thải. Lâm tiểu thư, từ nay, cô là quản lý của cửa hàng này. Cảm ơn giám đốc. Tô tiên sinh, bây giờ chúng ta vào phòng VIP đặc biệt, bàn chi tiết hợp đồng. Người phụ nữ này luôn đối đầu với tôi. Ông không giải quyết, là định bao che cho sao? Tô tiên sinh, ngài là khách hàng VIP của chúng tôi, cô ta đắc tội với bạn của ngài, tức là đắc tội với cả tổ chức. Thái Phượng Phượng, cô bị sa thải. Đều là tại cô, làm tôi mất hết tất cả, tôi đánh chết cô. Sao lại thế này? Anh Minh, nơi này, thật sự là anh bao chọn sao? Không ngờ thật đấy. Sáng nay anh còn lo lắng về xính lễ 88 triệu, mà chiều nay, không ngờ lại chi 20 triệu để mua xe, chỉ là không biết. Người xuất sắc như anh lại muốn cưới em, không biết, em đã gặp vận may gì. Thực ra, anh vốn đã thích em rồi. Tô Minh, tên vô dụng không có nổi 88 triệu, để lo tiền xính lễ, lại ăn uống ở phòng VIP của khách sạn Long Đằng, anh thật là to gan. Không phải đâu Nana, nơi này đã được, Tô Minh bao chọn hết rồi, hắn bao chọn hết rồi. Tên vô dụng này, có biết bao chọn khách sạn này, phải chi bao nhiêu tiền không? 100 triệu. Hắn không có nổi 88 triệu tiền xính lễ, mà dám ăn ở phòng VIP này sao? Ngươi xứng không? Tô Minh, Trần Thiếu là tổng giám đốc của tập đoàn Long Đằng, em trai nữ tỷ phú Trần Uyển, anh lại dám cướp chỗ, mà Trần Thiếu muốn lấy. Khi anh ấy gọi Trần Tổng đến, anh sẽ xong đời. Trần Tổng, cô nói Trần Uyển à, cô ấy gặp tôi, cũng phải quỳ xuống trước tôi. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng để chị ta quỳ trước ngươi, người đâu? Trần Thiếu. Tôi hỏi cô, phòng VIP này có phải chỉ có người có thân phận cao quý nhất mới được vào, phải không? Đúng, cô nói tôi nghe, cái thằng nhãi này, sao lại được vào đây? Các người mù hết rồi à? Bất kể thằng nhóc này, làm thế nào mà vào được, thì hãy lập tức đi ra ngoài. Tô Minh thấy chưa? Đây là sự khác biệt giữa chúng ta. Tôi sắp bước vào giới thượng lưu. Còn anh thì sao? Chỉ là kẻ thấp kém trong xã hội. Trần Thiếu, hãy đánh gãy chân hắn đi, tôi muốn hắn cả đời không đi lại được. Trần Tổng, trừ em trai ngài, các lãnh đạo đã có mặt. Thôi không đợi nữa. Tô tổng người thâu tóm tập đoàn Long Đằng, đang ở phòng VIP, chúng ta đi báo cáo công việc ngay. Nhớ kỹ, Tô tổng tuy còn trẻ, nhưng đã chi hàng trăm tỷ để thâu tóm tập đoàn, tài lực không thể coi thường, ai dám đắc tội với anh ấy, đánh gãy chân kẻ đó, nhớ kỹ đưa đã nhớ rồi. Đi. Nana, cô và Tô Minh yêu nhau 3 năm, sao phải tuyệt tình như vậy? Lâm Y Tuyết cô bị sao vậy? Đến giờ này rồi, còn nói đỡ cho Tô Minh đó. Lý Na cô bị sao vậy, làm trò gì thế? Tô Minh, căn nhà của anh tôi đã sang tên cho em trai tôi. Anh có thời gian giả vờ ở đây, thì thà suy nghĩ kỹ, đêm nay ở đâu đi? Này, chuồng chó nhà ta khá rộng đấy, hay là tối nay, ở trong chuồng chó nhé, ngủ cùng với Vượng Tài. Ha ha ha, đừng có quá đáng, tôi quá đáng sao? Tô Minh, anh còn chưa tỉnh ngủ à? Tôi sắp cưới Trần Thiếu rồi, bước vào hào môn, còn anh thì sao, chỉ là một kẻ, đến nhà cũng không có, tôi khuyên anh mau quỳ xuống xin lỗi. Nếu không sẽ không có chỗ chôn thân. Muốn ta quỳ xuống? Hắn xứng sao? Nhóc con có gan đấy. Nào đi. Đập gãy chân hắn mau, rồi quăng xuống cho chó ăn. Ha ha ha, tất cả dừng tay. Chị đến phòng VIP bàn công việc phải không? Tên nhóc này, hắn chiếm chỗ của chị, em sẽ đuổi hắn ra ngoài. Trần tổng, tên nhóc đó là Tô Minh, trước đây là bạn trai tôi, nhưng giờ đã chia tay, chuyện này không liên quan đến tôi. Tô tổng, có chuyện gì vậy? Trần tổng, chị nhầm rồi. Tô Minh, chỉ là một tên vô dụng lương tháng 3.000 thôi, sao lại gọi hắn là Tô tổng? Anh Minh, chuyện này là thế nào vậy? Lâm Y Tuyết, đừng nghĩ tôi không biết, Lâm gia cô có quyền có thế, chắc chắn cô đứng sau giở trò. Dám đánh người phụ nữ của ta sao, muốn chết à? Cô bị điên à? Tô Minh anh điên rồi, dám đánh Trần Thiếu trước mặt Trần tổng, Lâm gia cũng không cứu nổi. Đúng vậy chị, Trần tổng mau xử lý tên vô dụng này đi, câm miệng lại. Tô tổng, tiểu Trần đến muộn, mong ngài thứ lỗi. Chị à, hắn chỉ là phế vật thôi mà, sao chị lại quỳ trước hắn? Tô tổng đã mua khách sạn Long Đằng, nếu không xin lỗi anh ấy, thì cút ra khỏi Trần gia. Mua lại khách sạn Long Đằng, không, chắc chắn có sự hiểu lầm. Tô Minh, hắn rõ ràng là, chỉ 88 triệu xính lễ, cũng không có. Câm miệng đi, không phải chỗ để cô nói. Tôi và em trai ngu dốt xin lỗi ngài. Tô tổng tôi sai rồi, tối nay tôi ngủ ở chuồng chó, tôi là con chó, gâu gâu. Tô tổng, tất cả là tại cô ta, hại tôi bị che mắt, chết tiệt. Tô tổng, chúng ta, cùng nói chuyện công việc, hôm nay không có tâm trạng, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, trong vòng 1 tiếng, trả lại nhà cho tôi, nếu không, sẽ phải trả giá đắt. Tôi nói cô biết, cô suýt hại chết tôi. Chuyện này chưa xong đâu, cô cứ đợi đấy. Chẳng lẽ, Tô Minh thật sự là thủ phú? Không. Điều này không thể nào. Chị bị tên nghèo đó lừa rồi. Chị, Lâm Y Tuyết sắp kế thừa, tài sản hàng trăm tỷ của Lâm gia, là cô ta mua hại khách sạn Long Đằng. Tô Minh chỉ là một kẻ bám váy, đợi Lâm Y Tuyết chơi chán, chúng ta dễ dàng xử lý hắn. Đôi cẩn nam nữ này, quả nhiên có gian tình. Tô Minh đê tiện này nghĩ rằng, bám vào Lâm Y Tuyết, có thể lên trời cao. Lâm Phụng Chí đã về nước, tài sản của Lâm gia, Lâm Y Tuyết không được lấy một đồng, một khi Lâm Y Tuyết sụp đổ. Tô Minh phải chết. Chị, Lâm Thiếu rất yêu mỹ nhân, chỉ cần bám lấy Lâm Thiếu, là có thể lên trời cao. Hơn nữa khách sạn Long Đằng, là một phần của tập đoàn Long Đằng, dù Lâm gia mua lại khách sạn Long Đằng, cũng không ảnh hưởng tập đoàn Long Đằng, giờ gọi một cú điện thoại, Tô Minh, vẫn sẽ không còn gì cả. Tôi muốn xem, lần này Tô Minh, có thể thoát khỏi tay tôi không? Giám đốc Tiết, nửa đêm gọi tôi đến công ty làm gì? Tô Minh, sao hôm nay anh không đi làm? Tôi kết hôn mà, chẳng phải đã xin nghỉ rồi sao? Kết hôn cũng là lý do để xin nghỉ sao? Trước trưa ngày mai, nếu không đem về được đơn hàng 1 tỷ, thì thu dọn đồ đạc rồi đi ngay. Ký đơn hàng, không phải, anh bảo một người bên nhân sự đi ký đơn hàng. Anh có bị làm sao không? Tôi là giám đốc, lời tôi nói là mệnh lệnh, cậu làm thì làm, không làm thì đi. Được, sáng mai, tôi sẽ ký được đơn hàng 1 tỷ cho anh, nếu không ký được, tôi sẽ rời khỏi tập đoàn Long Đằng. Tô Minh, cậu đấy, nếu cậu ký được đơn hàng 1 tỷ, tôi sẽ đích thân quỳ xuống lại cậu 3 cái. Chờ xem. Tập đoàn Long Đằng năm ngoái cả năm, chỉ đơn hàng 50 triệu. Cậu, người bị Lý gia từ hôn, dựa vào gì mà lấy được đơn hàng 1 tỷ, vì không tự biết lượng sức mình. Cái gì đây? Cô là ai? Ta là hộ vệ linh của nhị gia, giờ ngươi là chủ nhân của ta. Tốt quá rồi, ta muốn cô trước 7 giờ sáng mai, đặt một đơn hàng 1 tỷ cho tập đoàn Long Đằng. Vâng, thưa chủ nhân, việc này dễ dàng thôi, dưới tên của ngài đã có hơn 10 mấy tập đoàn, đảm bảo làm ngài hài lòng. Tiết thành công. Tôi xem ngày mai anh nói thế nào. Gần trưa rồi, một đêm đã trôi qua, mà chẳng có tin tức gì cả. Chủ nhân, đây là đơn hàng 1 tỷ mà ngài bảo. Được rồi, rất tốt, nhưng mà Đắc Kỷ, làm ơn lần sau, có thể nào đừng đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi không? Cô nói một tiếng cũng được mà, cô làm ta hết hồn. Vâng, chủ nhân, được rồi, vậy ta đi trước đây. Giám đốc Tiết. Đơn hàng 1 tỷ đây, khi nào anh quỳ xuống đây? Cậu nói láo, làm sao có thể lấy được đơn hàng 1 tỷ? Đây là đơn hàng của Thịnh Thế Thiên Thành. Tốt lắm, Tô Minh, cậu dám mang đơn hàng giả đến lừa tôi. Ý anh là gì? Cậu không biết rằng họ chưa đưa đơn hàng cho người ngoài, mà dám làm giả đơn hàng sao? Ngay cả chủ tịch cũng không kéo được hợp đồng này, một kẻ nghèo như cậu làm sao mà kéo được? Cậu không soi gương nhìn lại mình à? Cậu xứng sao? Giám đốc Tiết, chúc mừng anh đã lấy được đơn hàng đầu tiên từ công ty ngoại vi của Thiên Thành. Làm tốt nhé, đừng phụ lòng mong mỏi của sếp mới. Tô Tổng, Giám đốc Tiết, bây giờ, anh có thể quỳ xuống rồi chứ? Tô Minh, cậu chỉ là gặp may, gặp đúng lúc Thiên Thành đổi sếp. Điều này không tính là tài cán của cậu, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng đã lấy được đơn hàng, phải không? Ai nói đây là đơn hàng của cậu? Từ bây giờ, đây là đơn hàng của tôi, chỉ cần tôi đưa nó cho Trần Tổng, tôi sẽ lập tức trở thành phó giám đốc. Còn cậu, cậu bị sa thải, người đâu? Tôi biết ngay mà, lôi hắn ra ngoài cho tôi xem ai dám động vào anh ấy. Này, thư ký Trần, sao cô lại đến đây? Tô Minh, Tổng Giám đốc tìm anh nói chuyện. Tổng Giám đốc, đúng rồi, Tiết thành công. Tổng Giám đốc nhờ tôi nói với anh bị sa thải. Gì? Thư ký Trần, có phải cô nghe nhầm không? Tôi vừa mới giành được đơn hàng 1 tỷ của Thiên Thành. Làm sao tôi có thể bị sa thải chứ? Hừ, Tiết thành công, anh nghĩ tôi là trẻ con 3 tuổi à? Thiên Thành chưa bao giờ nhận đơn hàng bên ngoài, anh chỉ là một giám đốc bán hàng nhỏ bé, làm gì có tư cách mà giành được. Hơn nữa, dù là thật, cũng là do Tô Minh giành được, liên quan gì đến anh, còn không mang hắn đi. Này không, thư ký Trần, nghe tôi giải thích đã, thư ký Trần, Tô Minh, anh là kẻ bị Lý gia hủy hôn. Có thể dùng hợp đồng giả tát vào mặt cấp trên, nhưng nghe cho kỹ đây, Trần Tổng là nữ tỷ phú của Giang Châu, bà ấy chỉ cần một câu, cũng có thể khiến anh không còn chỗ mà chôn thân. Hãy tự lo liệu. Chết tiệt, ngay cả Trần Uyển cũng không dám nói với tôi như vậy. Trần Tổng, người đã đến rồi, mời ngài chỉ thị. Tô Tổng, cuối cùng ngài cũng đến. Tập đoàn Long Đằng, sau này giao lại cho ngài. Cái gì? Giao tập đoàn Long Đằng cho anh ta sao? Sau này, đừng để lộ thân phận của tôi ra ngoài. Tô Minh, anh điên rồi à? Thân phận Tổng Giám đốc Long Đằng, đủ để anh ngang dọc ở Giang Châu, mà anh lại không dùng. Tôi chỉ muốn xem có bao nhiêu người sẽ làm bạn với tôi, vì thân phận của tôi. Tô Tổng, Trần Thanh là em gái tôi, sau này, tôi sẽ để cô ấy làm thư ký cho anh, bên tôi tạm thời không có việc gì, tôi đi trước đây. Trần Tổng, tôi sẽ gửi nội dung công việc cho cô sau, sắp tới sẽ rất vất vả. Thư ký Trần, tiễn Trần Tổng. Chị, tập đoàn Long Đằng là do ông tự tay tạo dựng, sao có thể để Tô Minh làm Tổng Giám đốc? Hơn nữa, anh ta hoàn toàn không có tài năng gì. Ngay cả tiền sính lễ cũng không có, hôm nay còn làm hợp đồng giả của Thiên Thành. Anh ta đúng là trò cười của cả công ty. Trần Thanh, em có biết Tô Tổng là, tôi chỉ muốn xem thử, có bao nhiêu người sẽ vì thân phận của tôi, mà kết bạn với tôi. Chị. Chị sao vậy? Không sao, Thanh Thanh, bây giờ, tập đoàn Long Đằng đã là của Tô Minh, chị cũng là người của anh ta, cũng phải làm việc cho anh ta. Nếu em không muốn làm thư ký cho Tô Minh, vậy để chị nói với Tô Tổng, cho em về làm thư ký cho chị. Chị, thôi được, em vẫn nên hỗ trợ anh ta một thời gian đã. Tô Minh, nếu anh làm tập đoàn Long Đằng sụp đổ, tôi nhất định không tha cho anh. Gì cơ? Thiên Thành đã cho chúng ta đơn hàng 1 tỷ. Tô Tổng, tập đoàn Bắc Phong dưới trướng Lâm Gia đang mời gọi đối tác. Đây là cơ hội lớn cho tập đoàn chúng ta, là cơ hội lớn trời cho. Chỉ cần chúng ta có thể lấy được đơn hàng của tập đoàn Bắc Phong, chúng ta sẽ cất cánh, gia nhập hàng ngũ những tập đoàn lớn. Cô đưa cái này cho tập đoàn Bắc Phong, họ sẽ biết phải làm gì. Tô Tổng, tôi thừa nhận, anh đã tự tay thúc đẩy đơn hàng 1 tỷ của Thịnh Thế Thiên Thành, nhưng tập đoàn Bắc Phong không thể so sánh với họ. 1 năm trước, Giám đốc Trần đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không lấy được đơn hàng nào. Hay là tôi gọi tất cả các lãnh đạo đến, để cùng nhau thảo luận. Ôi dào, chuyện nhỏ này không đáng, anh đi đi. Đi đi, đứng đó làm gì? Nhưng tập đoàn Bắc Phong và Thịnh Thế Thiên Thành, thư ký Trần, có phải cô không tin tôi không? Đúng vậy, mặc dù anh đã lấy được đơn hàng đầu tiên từ Thịnh Thế Thiên Thành, nhưng Thịnh Thế Thiên Thành đổi chủ và thay đổi chiến lược, chỉ là anh may mắn thôi. Tôi không nghĩ đó là do năng lực của anh. Thế này nhé, nếu cô không ngại, chúng ta cá cược. Cá cược gì? Nếu như bản kế hoạch này, nếu cô xử lý được tập đoàn Bắc Phong, cô sẽ làm thư ký riêng 24/24 cho tôi trong 1 tháng. Thư ký riêng, anh? Được. Nhưng nếu không xử lý được thì sao? Nếu không xử lý được, tôi sẽ từ chức chủ tịch tập đoàn Long Đằng. Tôi không làm nữa. Được, nói là làm đấy nhé. Đi mau đi. Kế hoạch này rất khả thi. Xem ra, Tô Minh không phải là vô dụng như người ta nói. Nào, chúng ta cùng nhau chúc mừng. Lý Siêu và Thiến Thiến dọn về nhà mới, dọn vào căn nhà cưới. Cạn ly. Này, Thiến Thiến, căn nhà 130m2 này của cô, ở trung tâm thành phố không rẻ đâu nhỉ. Căn nhà 2 triệu của đồng nghiệp tôi, cũng không bằng cái này của cô. Chồng cô thật giỏi giang, anh trai cô lại là quản lý của Bắc Phong. Tôi thật ghen tị với cô. Tất nhiên rồi, phải cảm ơn ba mẹ của anh rể nghèo của tôi. Nếu họ không vất vả cả đời, thì làm sao tôi sống trong căn nhà tốt như vậy? Chính là cái người, đến 88 tiền sính lễ cũng không có. Sau đó bị gia đình cô từ hôn. Anh ta có được căn nhà tốt như vậy, thật là phí của trời. Này, gọi là tận dụng triệt để. Thấy không? Giờ chủ nhà là tôi, Tô Minh giờ chỉ là một kẻ nghèo kiết xác vô dụng. Hơn nữa các người không biết, chị của anh Siêu là Lý Na, đã ở bên Lâm Phụng Chí rồi. Tô Minh sau này, không chỉ không lấy lại được nhà cưới, mà cả 88 vạn tiền sính lễ, cũng đừng mơ đến. Đáng đời ba mẹ anh ta khổ cực cả đời, chẳng được đồng nào. Muốn trách, chỉ có thể trách cả nhà họ đều số nghèo, nhắc đến tên nghèo đó làm gì. Nào, cạn ly. Ai cho phép các người vào đây, cút ra ngoài. Tô Minh, đây là nhà của ta, người phải đi là ngươi, ngôi nhà này là ba mẹ ta, tích góp cả đời mới mua được, ngươi còn dám nói là nhà của ngươi, tin không ta ném ngươi ra ngoài bây giờ. Chị, hắn ta lại đe dọa em. Tô Minh, anh thật vô dụng, bị tập đoàn Long Đằng sa thải, không đi xin ăn đi, đến đây để bắt nạt chúng tôi à? Các người cướp nhà của tôi, lấy sính lễ của tôi, còn muốn đuổi tôi ra khỏi tập đoàn Long Đằng, bây giờ lại nói tôi bắt nạt các người. Lý Na, tôi nói cho cô biết, không chỉ trái tim cô mù, mắt cô còn mù nữa. Ai bảo cô, người nghèo khờ khạo, chỉ ghi tên tôi trên sổ đỏ. Này, tôi muốn tặng cho ai thì tặng. Anh đáng đời, bây giờ tôi đếm đến 3, lập tức ra khỏi đây, tôi sẽ kiện anh tội xâm nhập gia cư hợp pháp, để anh ngồi tù suốt đời. Người nghèo. Nếu không đi, đừng trách tôi không khách sáo. Anh trai tôi là quản lý của Bắc Phong, Bắc Phong được hậu thuẫn bởi Lâm Gia. Anh ấy chỉ cần nói một câu, cũng đủ để khiến anh làm ăn mày cũng không được. Ha ha, Tô Minh Ngả, ra ngoài, ta có thể coi như tối nay chưa gặp ngươi. Ra ngoài, hừ, gia chủ Lâm Gia gặp ta còn phải kính cẩn. Ngươi chỉ là một quản lý của tập đoàn phụ thuộc Lâm Gia. Có tư cách gì mà lên mặt trước ta? Đầu óc anh có vấn đề à? Tôi, gia chủ Lâm Gia, Lâm Kiến Quốc, ông ta là người giàu nhất Giang Thành. Ai được ông ta kính cẩn, đều là người danh gia vọng tộc, là những nhân vật cao quý, anh nghĩ mình là cái gì, cũng xứng để ông ta kính cẩn sao? Cô đừng nghĩ rằng anh có thể leo lên Lâm gia bằng cách ở bên Lâm Y Tuyết, anh hãy tự soi gương đi, với bộ dạng nghèo kiết xác này mà đòi kết hôn với Lâm Y Tuyết, con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi xứng à, ngươi. Cô đánh tôi, dù anh có gặp may mắn, thực sự đến với Lâm Y Tuyết, anh cũng đừng mơ mà lên trời, nói thật cho người biết, thiếu gia Lâm Phụng Chí đã về nước, cô ta, Lâm Y Tuyết, một đứa con gái mất mẹ, mà cũng đòi tranh tài sản trăm tỷ với Lâm Thiếu, mơ đi. Cô tưởng tôi không dám đánh cô à, ngươi dám đánh chị ta, ngươi tìm chết. Tô Minh, ta là quản lý của tập đoàn Bắc Phong, dựa lưng vào Lâm gia trăm tỷ, ngươi dám đánh ta trước mặt mọi người. Ngươi dám đánh ta, ngươi đâu, tên nhóc, hôm nay ngươi chết chắc rồi, dù có là chúa cũng không cứu nổi ngươi. Mấy người này sao trông lạ thế, chắc là vệ sĩ mới thuê, còn đứng ngây ra đó làm gì, giết hắn cho ta, Tô Tổng, người bên ngoài đã xử lý hết, còn bọn họ thì sao, xin ngài chỉ thị. Quăng hết ra ngoài cho tôi, ngoài ra, từ nay về sau các người trông chừng ở đây, gặp bọn họ, thấy lần nào đánh lần đó, rõ chưa, rõ, Tô Minh, ngươi chờ đấy. Mối thù này, ta nhất định sẽ báo. Được thôi, ta chờ, quăng hắn ra ngoài. Thả tôi ra. Thật là xui xẻo, Tô Minh lại có thể trèo cao như vậy. Lâm Y Tuyết này, lại đối xử với hắn tốt như vậy. Không chỉ giúp hắn thâu tóm khách sạn Long Đằng, mà còn phái người bảo vệ hắn. Nói xem, Tô Minh có tốt đến vậy không? Lý Siêu, tôi không cần biết anh làm thế nào. Dù sao tôi cũng nhắm căn nhà đó rồi. Anh phải giành lại nó cho tôi. Đợi khi Lâm Y Tuyết bỏ Tô Minh, chúng ta sẽ dễ dàng xử lý hắn. Hà Hằng, anh phải giúp tôi nối lại với Lâm Thiếu. Chỉ cần tôi ở cùng Lâm Thiếu, căn nhà đó, chúng ta sẽ dễ dàng có được. Còn anh, cũng có thể trở thành tổng giám đốc của Bắc Phong. Yên tâm đi, Lâm Thiếu, rất yêu thích mỹ nhân. Chuyện này, để tôi lo. Tô Minh, ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ không để ngươi yên đâu. Tô Tổng, tin cực tốt. Bắc Phong đồng ý ký hợp đồng 30 tỷ. Họ còn gửi thiệp Long Vương. Gọi anh là Tài Vương, ngày mai anh có thời gian không? Tập đoàn Bắc Phong, muốn gặp anh bàn chi tiết. Được. Đừng quên nhé, làm thư ký riêng 24/24 cho tôi trong một tháng. Anh không phải là, này, đã cá cược thì phải chịu thua chứ. Được, đã cá cược thì phải chịu thua. Ngài Tài Vương, sẽ thảo luận hợp đồng 30 tỷ với chúng ta. Diệp Long Vương cũng sẽ tái xuất giang hồ. Công ty sẽ cảnh giác cao độ. Khách hàng có tài sản dưới 10 tỷ, đều không được vào. Tên này làm sao vào đây được, bảo vệ mù hết rồi à, anh quen hắn à, hắn là tên nghèo vô dụng nhà em rể tôi. Ồ, chính là người đó, vì không có tiền mua sính lễ, bị Lý ra từ hôn đó. Tô Minh, theo tài sản của anh ta, không thể vào cửa Bắc Phong. Hôm nay là chuyện gì vậy, đơn hàng 3 tỷ của Tài Vương, một khi thực hiện, Bắc Phong sẽ lập tức phất lên. Thậm chí có thể trở thành cốt lõi kinh doanh Lâm gia, hôm nay phải cảnh giác cao độ. Không để tên này làm hỏng việc, tôi hiểu rồi. Tô Minh, lần này xem ai cứu được ngươi. Thưa anh, hôm nay, chúng tôi có khách quý đến, người có tài sản dưới 10 tỷ, không được vào trong, xin mời anh rời đi. Sao anh có thể chắc chắn, tôi không phải khách quý đó. Còn tự xưng là khách quý à, ngươi có 100 đồng không? Hôm nay vị khách quý, mang đến đầu tư trị giá 3 tỷ, trong đời ngươi, từng thấy nhiều tiền vậy chưa? Nếu ngươi là khách quý, ta sẽ quỳ xuống ngay bây giờ, và dập đầu 3 lần. Vậy ngươi quỳ xuống ngay đi, ôi trời! Tô Minh, diễn xuất của ngươi thật tuyệt, không đi làm diễn viên, thật là phí, luôn miệng nói ngươi là khách quý. Được thôi, thư mời đâu, thư mời gì? Nghèo đến mức không có thư mời. Còn dám giả làm khách quý, ngươi chán sống à, Tô Minh, ta vốn dĩ, chỉ muốn mời ngươi ra ngoài. Nhưng không ngờ, ngươi lén vào cấp cao của công ty. Thì ta có lý do tin rằng, ngươi cố tình phá hoại hợp tác giữa công ty ta và khách quý. Ngươi đâu? Đánh gãy chân hắn cho ta. Quang ra cửa sau, để răn đe người khác. Hà Hằng, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Ngươi muốn quăng ta ra ngoài sao? Ha ha, Tô Minh Ngả, ngươi cho ta cơ hội. Hôm nay ta, muốn đánh gãy tứ chi ngươi. Quăng ngươi ra cửa sau, ngươi làm gì được ta? Ha ha. Kẻ nghèo không có cả thư mời, còn dám cho quản lý Hà cơ hội, ngươi xứng đáng không, nhanh bắt hắn lại cho ta, này, chậm đã. Tô Minh, sao vậy, bây giờ sợ rồi à, ta nói cho ngươi biết, muộn rồi, người đâu, bắt hắn lại, thiệp mời ta không có. Nhưng mà, ta có lệnh bài Long Vương. Chắc chắn là giả, hắn không có sính lễ 88 triệu, dựa vào đâu có lệnh bài Long Vương. Tô Minh, diễn xuất của ngươi giỏi vậy, ngươi nên đi đóng phim, nếu không phải ta quen ngươi, thì suýt nữa bị ngươi lừa rồi. Các ông chủ này, có lẽ không quen hắn, nhưng mà không may, ta lại quen, tên nhóc này, tên là Tô Minh, người của tập đoàn Long Đằng. Lương tháng 3.000. Hôm trước mới kết hôn, bị gia đình vợ từ hôn, vì hắn không có 88 triệu sính lễ. Hắn không chỉ bị từ hôn, mà còn mất việc, và ra đi tay trắng. Bây giờ, hắn là một kẻ nghèo rớt mùng tơi. Nếu lệnh bài Long Vương là thật, ta sẽ quỳ xuống và dập đầu 3 cái trước ngươi. Tô Minh, ta thừa nhận, ngươi diễn rất tốt, nhưng có ích gì, giả thì không thể thành thật. Làm sao ngươi biết lệnh bài Long Vương là giả? Hừ, làm sao chứng minh lệnh bài Long Vương là giả sao? Đơn giản thôi. Các vị, lệnh bài Long Vương của chúng tôi. Trên bìa, có viền 16 viên kim cương, còn cái hàng giả này của ngươi, bìa của nó. Quản lý Hà, chuyện gì vậy? Không thể nào, lệnh bài Long Vương là thật, sao có thể như vậy? Tô Minh, ngươi thật là gan lớn, dám ăn trộm lệnh bài Long Vương. Công ty chúng ta phát hành 2 lệnh bài Long Vương, một cái là của quán quân võ công, còn cái kia của tài phiệt tiêu trăm tỷ 3 ngày. Ngươi ăn trộm lệnh bài Long Vương. Ngươi muốn chết sao? Sao ngươi biết lệnh bài Long Vương? Không phải Bắc Phong trao cho ta? Tô Minh à, đôi khi ta nghĩ ngươi bị hỏng não. Ngươi nói ngươi có võ công cao hơn, quán quân đẩy lui 7 nước, hay tài lực vượt trội, tiêu trăm tỷ trong 3 ngày. Ngươi thậm chí không thể lấy nổi 88 triệu tiền sính lễ, thậm chí không giữ nổi ngôi nhà ba mẹ ngươi cho. Tư cách gì sở hữu lệnh bài Long Vương? Người đâu, kéo người trộm này ra ngoài, đánh chết đi. Tô Minh à, ngươi nên cảm thấy may mắn, vì chúng ta phát hiện ngươi trộm. Nếu quán quân và Tài Vương phát hiện, không chỉ ngươi chết, mà gia đình ngươi cũng chết. Dám trộm lệnh bài Long Vương, còn không mau bắt hắn lại, dừng lại hết cho ta. Lâm Tổng, xin lỗi đã làm phiền ngài, tôi sẽ đuổi người này, kẻ có ý đồ phá hoại hợp đồng 3 tỷ của chúng ta, ra khỏi đây. Ngươi nói, anh ấy ăn cắp lệnh bài Long Vương. Đúng, người này ăn cắp lệnh bài Long Vương, hắn tên là Tô Minh, là nhân sự của Long Đằng. Tôi nghi ngờ, hắn được cử đến để phá hoại chúng ta, yên tâm, tôi sẽ xử lý hắn ngay, tuyệt đối không làm hỏng việc. Lâm Tổng, ban đầu, tôi định đầu tư 3 tỷ, sau đó sẽ hợp tác với Bắc Phong đến 7 tỷ. Nhưng mà, tập đoàn Bắc Phong có vẻ không chào đón tôi lắm. Ôi trời, đồ vô dụng, ngươi nghiện diễn xuất rồi sao? Đầu tư 3 tỷ, thực hiện hợp tác sâu 7 tỷ, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Lâm Tổng, ngài đánh nhầm rồi, là hắn đã trộm lệnh bài Long Vương, hắn phá hợp tác của chúng ta. Tô Tổng, tôi quản lý không nghiêm, gây phiền phức cho ngài, xin ngài thứ lỗi, tôi thay mặt họ, thay mặt tập đoàn Bắc Phong, xin lỗi ngài chân thành. Tất cả đều là lỗi của tôi, xin ngài thứ lỗi. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Từ hôm nay, 2 người bị sa thải, hả, tôi sẽ thay mặt Bắc Phong, phát lệnh phong tỏa ở Giang Châu, từ nay trở đi, công việc có lương trên 1.000, không liên quan đến 2 người. Thái độ nhận lỗi rất tốt, đi thôi, chúng ta bàn bạc hợp tác. Tô Tổng mời vào. Tô Minh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người, ngươi không thể đắc tội. Làm sao bây giờ? Vậy, rốt cuộc Tô Minh có phải là người tiêu trăm tỷ trong 3 ngày không? Lâm Thiếu, Tô Minh chỉ là một kẻ nghèo, nương nhờ em gái của anh mới có được mọi thứ hiện tại. Phải. Mua lại khách sạn Long Đằng, hợp tác dự án 3 tỷ với Bắc Phong, còn có vệ sĩ bảo vệ hắn, đều là em gái anh cho hắn. Nếu không có Lâm Y Tuyết, Tô Minh chẳng qua chỉ là một tên bị người ta trà đạp. Lâm Thiếu, Bắc Phong có giá trị 20 tỷ, là phần quan trọng của Lâm gia, ngài không thể nhường Lâm Y Tuyết, người phụ nữ đó. Tôi bây giờ không còn gì cả, nguyện làm tay sai cho ngài, chỉ cầu xin ngài giúp tôi diệt trừ Tô Minh đó. Lâm Thiếu, anh thật xấu xa. Tô Minh là một tên nhỏ nhoi, không đáng kể, chờ khi trừ khử Lâm Y Tuyết, tôi sẽ giao Tô Minh cho anh muốn hành hạ hắn thế nào, cũng được, nguyện làm trâu ngựa cho ngài, nhưng mà, bây giờ anh phải nghe tôi. Hà Hằng, tôi sẽ giao cho anh 4 sát thủ, Anh đi giết Lâm Y Tuyết. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ giao Tô Minh cho anh. Vâng, Tô Minh, đợi ta giết Lâm Y Tuyết sẽ tìm ngươi. Lần này ngươi chết chắc rồi, chúa cũng không cứu được ngươi, ta thề đấy. Còn không mau đi. Vâng vâng, vô dụng. Đắc Kỷ, đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại hoảng hốt thế? Chủ nhân, tôi cảm nhận được, Lâm Y Tuyết cách đây không xa, đang gặp nguy hiểm. Cái gì? Hà Hằng, ngươi làm gì vậy? Ta là người Lâm gia, ngươi là nhân viên của Lâm gia, ngươi to gan, dám chọi ta. Đồ đàn bà, không phải cô và Lâm Huyền hợp tác, cái gã Tô Minh đó, sao có lệnh bài Long Vương, sao tôi có thể bị phong sát? Cô còn ở đây giả vờ vô tội. Tô Minh có lệnh bài Long Vương, không thể nào, từ khi Bắc Phong thành lập, chỉ có quán quân hầu, được phát lệnh bài Long Vương, người khác không có, đồ đàn bà, dám làm không dám nhận sao? Không phải cô và Lâm Huyền hợp tác. Cái gã nghèo Tô Minh, hắn có lệnh bài Long Vương sao? Lâm Y Tuyết, 4 vệ sĩ cô tìm cho Tô Minh, bọn họ chỉ dọa được, người bình thường. Gặp phải người cứng rắn, sẽ sợ đến đái ra quần. Ta không phái vệ sĩ cho Tô Minh. Ý cô là, Tô Minh tên này, hắn tự tìm 4 vệ sĩ à? Không phải càng buồn cười sao, Tô Minh nuôi bản thân không được. Lại từ đống rác, bới ra 4 tép tỏi thối, làm vệ sĩ cho hắn, ha ha. Hắn nói các ngươi là tép tỏi thối, anh em, xử hắn, để tôi, này nhóc, Tô Minh trả các ngươi bao nhiêu? Ta trả các ngươi gấp 10 lần, đem đầu Tô Minh cho ta. Hừ, ông chủ Hà cho chúng từ 10 tỷ, thật hơi động lòng đó anh em, 10 tỷ, ta khinh, các ngươi 4 tép tỏi thối, mà cũng xứng lấy 10 tỷ. 4 vị cao thủ bên cạnh ta, ai mà chưa từng lấy trăm mạng người, họ mỗi tháng chỉ được 10 triệu. Các người chỉ là đám tỏi mục, 10 tỷ, các người xứng sao, chỉ có loại chó như các người. Anh em, bắt chúng cho tôi. Ngươi, Tô Tổng, đối phó chúng, tôi một mình là đủ. Hừ, nhóc con, đầu ngươi bị lừa đá à? Ngươi dám một mình, đối mặt với 4 đại cao thủ. Thật là không biết sống chết, tháo tứ chi của hắn cho ta. Ta muốn xem thân thể hắn. Cứng đến đâu, nhóc con, nghĩ kỹ xem chết thế nào chưa? Còn ai nữa, các ngươi còn đứng đấy làm gì, bắn hắn cho tôi. Tô Tổng, nhiệm vụ hoàn thành, tốt, giỏi lắm, Hà Hằng, thả Lâm Tuyết ra ngay, ta có thể để ngươi toàn thây. Tô Minh, để ta đi, nếu không, ta chết cùng với cô gái này. Lâm Tuyết, cô sắp chết đến nơi rồi, tôi không sợ. Cho cô biết sự thật. Người muốn tôi giết cô, là anh trai ruột của cô. Cô đẹp thế này. Chết đi thì thật tiếc, chi bằng để tôi vui vẻ chút. Có ai không, cứu tôi với. Hét đi. Tôi nói cho cô biết, dù cô có hét rách cổ họng, cũng không ai cứu cô đâu. Hôm nay tôi sẽ xử lý cô trước, sau đó giết chết Tô Minh. Để các người gặp nhau ở Hoàng Tuyền. Dừng tay. Ha ha, Tô Minh Ngả, không ngờ ngươi dám đến. Đúng là mò khắp nơi không thấy, tìm được lại chẳng tốn công. Hà Hằng, thả Lâm Y Tuyết ra, ta giữ cho ngươi toàn thây. Ha ha, Tô Minh, ngươi biết 4 người này là ai không? Họ là 4 sát thủ hàng đầu. Cũng là những trợ thủ đắc lực của Lâm Thiếu. Muốn giết ta, hãy hỏi ý kiến họ trước, xem họ có đồng ý không. Tô Minh, hãy để ta đi, nếu không, ta cùng người này sống chết với nhau. Tô Minh, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là kẻ ném trăm tỷ trong 3 ngày. Tài Vương, xin lỗi Tài Vương, tôi không nên chống lại ngài, xin lỗi tôi sai rồi, xin ngài tha cho tôi đi, xử lý sạch sẽ, vâng. Không, không. Tô Minh, em nghĩ rằng, sẽ không gặp lại anh nữa. Yên tâm đi Y Tuyết, có anh bảo vệ em, sẽ không có vấn đề gì đâu. Thật ra, lúc em còn học đại học, đã thích anh rồi. Khi em thấy anh, chuẩn bị cưới Nana, tim em sắp tan nát rồi, Tô Minh. Em thích anh, thật ra, lúc đại học, anh cũng thích em. Chỉ là, lúc đó anh cảm thấy, anh không xứng với em, nhưng bây giờ, chúng ta ở bên nhau đi. Ô! Lâm Y Tuyết, cô đã đến đường cùng rồi, thì tôi cũng không sợ. Người muốn giết cô, chính là anh trai ruột của cô, Lâm Phụng Chí. Cô xinh đẹp như vậy. Chết thế này thì, thật quá đáng tiếc. Chi bằng để tôi hưởng lạc trước. Cứu tôi với, có ai không? Hét đi. Tôi nói cho cô biết, dù có kêu đến khản cổ, cũng sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Hôm nay tôi sẽ xử lý cô trước, rồi giết cái tên Tô Minh kia, để hai người gặp nhau dưới Hoàng Tuyền. Dừng tay. Ha ha. Tô Minh, không ngờ anh dám đến đây. Đúng là tìm mọi gót giày không thấy, không tìm lại gặp ngay. Hà Hằng, thả Lâm Y Tuyết ra, tôi sẽ giữ lại mạng cho anh. Ha ha, Tô Minh, anh biết họ là ai không? 4 sát thủ hàng đầu thế giới. Cũng là trợ thủ đắc lực, cạnh thiếu gia Lâm Phụng Chí. Muốn giết tôi, thì phải hỏi 4 người này, xem họ có đồng ý không? Tô Tổng, tôi nghe Tiểu Thanh nói, các người gặp nguy hiểm, nên đã đến đây, cô Lâm không sao chứ? Cô Trần yên tâm, Y Tuyết đã không sao rồi, vậy thì tôi không làm phiền nữa. Chị, thích Tô Minh thì hãy chủ động lên, người đàn ông như anh ấy, một khi bỏ lỡ, thì thật sự không còn nữa đâu. Alo, Hà Hằng và 4 sát thủ đó, đều chết hết rồi. Sao cơ? Lâm Thiếu. Hà Hằng, và 4 sát thủ đó, đều chết hết rồi. Lâm Y Tuyết, người phụ nữ đó, ngay cả 5 người đó, cũng không đối phó được, thì cô ta không có tư cách, tranh giành gia sản với tôi. Vậy tiếp theo phải làm gì? Lão gia bên đó thế nào rồi? Lâm Thiếu, lão gia không thể qua khỏi. Trừ khi đại tiểu thư, mời được thánh y của nước Long, ha ha. Cô ta làm được cái gì chứ? Tô Minh, đợi Lâm Thiếu lấy được gia sản, Lâm Y Tuyết và anh, sẽ không còn gì cả. Đến lúc đó, tôi sẽ chính tay giết anh. Chủ nhân, người gọi Đắc Kỷ ra làm gì? Những nguy hiểm như thế này, sẽ ngày càng nhiều, cô có biện pháp nào, tự bảo vệ có thể dạy tôi không? Chủ nhân, không thành vấn đề. Chủ nhân, miếng ngọc này chỉ giá 5.000 tỷ, lúc quan trọng tôi không ở đây, nó có thể cứu mạng anh. Đã có miếng ngọc bội này, chỉ giá 5.000 tỷ. Tôi không cần phải sợ nữa. Lâm Phụng Chí không ngồi yên, tôi sẽ chơi đùa với hắn. Đắc Kỷ, lấy danh nghĩa của tôi, thông báo các gia tộc lớn ở Giang Châu, nói. 3 ngày sau, tôi sẽ cùng Lâm Gia, ký hợp đồng 300 tỷ, giúp Lâm Gia phát triển vượt bậc. Không vấn đề gì. Để đó cho tôi. Ai vậy? Là... Không, không ai cả. Gì cơ? Tôi biết rồi, chuyện gì vậy? Không ổn rồi, ba tôi sắp không qua khỏi, dẫn tôi đi xem. Tiểu thư cô cuối cùng về rồi, lão gia sắp không xong rồi. Vị này là ai? Anh ấy là bạn trai tôi. Bá bá, mấy ngày trước ba tôi vẫn khỏe mà, sao hôm nay, lại đột nhiên bệnh nặng vậy? Bác sĩ nói lão gia bị trúng độc, bây giờ chỉ có Thánh Y Long Quốc, mới có thể cứu lão gia. Thánh Y Long Quốc, chẳng lẽ là vị bác sĩ riêng, của quốc chủ? Nhưng Thánh Y năm xưa đã thề cả đời, chỉ chữa bệnh cho quốc chủ. Nếu người khác muốn nhờ ra tay, thì phải có quyền lực tột đỉnh, hoặc là phải bỏ trăm tỷ tiền thuốc men. Lâm Gia không có quyền lực, cũng không nhiều tiền như vậy. Chỉ 100 tỷ. Tôi sẽ chi. Tô Minh, anh chi, 80 vạn xính lễ, cũng không có nổi, muốn chi 100 tỷ thuốc men. Không sợ gió lớn làm lệch lưỡi à? Tô Minh, tôi biết anh muốn giúp tôi, nhưng bây giờ, không phải lúc khoe miệng lưỡi. Tin tôi không, tôi... Lâm Y Tuyết, tìm đâu ra kẻ nghèo này? Mở miệng ra là 100 tỷ. Hắn nghĩ đây là quay phim ngắn à? Lâm Y Tuyết không muốn liên hôn, tôi hiểu. Nhưng cô cũng không thể tìm một kẻ nghèo rồi gả bừa. Này, tôi có một bệnh viện tâm thần, nể mặt Y Huyết. Không thu tiền của anh, mau đi đi. Chữa trị cái đầu của anh. Này Tô Minh, tôi nghe nói, bệnh viện tâm thần đó, một năm tốn tới 1 triệu đấy. Bán anh cũng không đủ tiền, còn không mau quỳ xuống, cảm ơn đại thiếu Lâm gia đi. Người nên quỳ xuống cảm ơn, là anh ta. Anh nói, tôi quỳ xuống cảm ơn anh. Tô Minh anh điên rồi à? Anh biết đây là ai không? Anh ta là người tạo ra kỳ tích 10 tỷ đô la, trên phố, Lâm Thiếu, dám bảo anh ta quỳ xuống. Anh xứng à? Tô Minh, mau đi đi, đừng lo cho tôi, 10 tỷ chỉ là 1/10 chi phí y tế, cũng dám tự xưng Tài Vương. Y Thánh ra tay có 2 điều kiện, tôi tuy không có 100 tỷ chi phí, nhưng lại có quyền thế ngút trời. Y Tuyết Phúc Bá, hai người nhìn đây, tôi sẽ gọi Y Thánh tới, đợi Y Thánh đến cứu sống ba. Tôi sẽ để hai người chết không có chỗ chôn. Được thôi, vậy tôi muốn xem thử, quyền thế của anh cao đến đâu, anh làm thế nào để tôi chết không có chỗ chôn. Tô Minh mau đi đi. Phúc Bá, mau đưa anh ấy đi. Tô Minh, cậu không biết trời cao đất dày, tiểu thư luôn giúp cậu, nhưng cậu luôn làm thêm mâu thuẫn, cậu không phải đẩy tiểu thư vào hố lửa sao? Người đâu? Lâm Phụng Chí, anh đừng làm hại Tô Minh. Có gì thì hướng về phía tôi. Tô Minh, một người nghèo có 100 tỷ, sao không làm tôi cười chết đi, ha ha, diễn xuất của anh đi đóng phim, thì đã nổi tiếng lâu rồi, nếu tôi không biết anh, thì thật sự bị anh lừa rồi, nếu anh có 100 tỷ á, tôi lập tức quỳ xuống, dập đầu 3 cái, Tô Minh, anh có biết quy cách của Y Thánh, cao đến mức nào không, anh cũng xứng mời ông ta sao, ngày nay trên đời, ngoại trừ quốc chủ, chỉ có hầu tước ngang dọc 7 nước, và Tài Vương ném 100 tỷ trong 3 ngày, mới có thể mời Y Thánh, anh nói anh là hầu tước hay Tài Vương đây? Anh nói đúng, tôi chính là Tài Vương. Tô Minh, anh bị điên rồi à? Tài Vương giàu có không địch nổi, còn anh Tô Minh, một người nghèo không thể trả nổi 80 vạn xính lễ, không xứng đáng để xách dép cho Vương. Nếu anh là Vương, tôi sẽ quỳ xuống lần nữa, dập đầu 10 cái. Tô Minh, em dám mạo danh Vương, đây là tội chết đấy. Tô Minh, mạo danh người khác thôi đi. Nhưng Vương, 3 ngày sau sẽ tổ chức yến tiệc tại Long Đằng Trang Viên, ký hợp đồng 300 tỷ với Lâm gia, giúp Lâm gia thăng tiến lên đỉnh cao. Chẳng lẽ anh muốn nói, đơn hàng 300 tỷ đó, là anh cho Lâm gia sao? Lâm Y Tuyết, đừng lo lắng, Thánh Y vẫn chưa đến, đợi Thánh Y đến, hai người đều không thoát được, tôi sẽ để hai người gặp nhau dưới Hoàng Tuyền, thế nào, ha ha, được thôi, vậy bây giờ anh gọi điện ngay đi, bảo ông ta đến, tôi muốn xem, anh làm sao mời được Thánh Y. Tôi nói cho anh biết, dù thế nào đi nữa, cũng phải tìm tung tích Thánh Y, đây là lệnh của tôi. Thì ra đây là quyền thế khủng khiếp của Tài Vương, tôi bội phục, có gan nói lại lần nữa, anh có tin không, tôi không cần đợi Y Thánh, bây giờ với anh luôn. Lâm Phụng Chí, làm thế nào để mời Y Thánh đến, tôi chỉ dạy anh một lần, nhìn cho kỹ. Trần Viện, tôi chuyển cho cô 100 tỷ, mời Y Thánh ra tay. Tô Minh anh đừng lo cho tôi nữa, anh mau đi đi, đi đâu chứ? Đây là Lâm gia, Tô Minh giả mạo Tài Vương, tội đáng chết, lần này tôi xem, còn ai có thể cứu hai người nữa, lên đi, dừng lại hết cho tôi. Ông là cái thá gì, biết Lâm Thiếu là ai không, con trai cả của Lâm gia 100 tỷ, dám bảo Lâm Thiếu dừng tay, ông không muốn sống nữa à? Lâm Thiếu, sao anh đánh tôi, im miệng. Thánh Y đại nhân, ngài cuối cùng cũng đến, đều thấy chưa, đây là quyền thế của con trai tôi, chỉ một lời của nó, là có thể mời được Thánh Y, cậu đó. Không phải nói chỉ 100 tỷ, để mời Thánh Y đại nhân sao, tiền của cậu đâu, ha ha, người của cậu đâu, sao tôi không thấy ai cả. Có những người, chỉ là kẻ nghèo nàn, suốt ngày chỉ biết khoe khoang, nói chi 100 tỷ mời Thánh Y. Tôi thấy cả tổ tiên nhà anh, cộng lại cũng không đáng 1 tỷ. Bây giờ thì, mau quỳ xuống xin lỗi Lâm Thiếu, nếu không sẽ mất mạng. Quỳ xuống, xin lỗi, Lâm Phụng Chí, muốn tôi quỳ xuống, anh còn không đủ tư cách, to gan. Tên nghèo này, dám trước mặt Y Thánh đại nhân, làm nhục Lâm Thiếu, không coi Long Quốc ra gì. Y Thánh đại nhân, tên nghèo này tên là Tô Minh, hắn không coi ngài ra gì, đáng chết muôn lần, cầu xin Y Thánh chu di cựu tộc hắn. Tô Minh, Tô Minh lần này anh chết chắc rồi, xem ai có thể cứu anh. Y Thánh đến muộn, mong được tha thứ. Y Thánh đại nhân, ngài nhầm rồi, Tô Minh chỉ là một kẻ nghèo, ngay cả sính lễ 80 vạn cũng không có. Sao có thể mời ngài xuất sơn, Thánh nghi. Con trai tôi mời ngài xuất sơn, tên nghèo này đừng nói mời ngài xuất sơn, ngay cả bệnh viện thường, hắn cũng không dám đến. Tô Minh, tôi bảo anh quỳ xuống. Lâm Phụng Chí coi tôi không tồn tại à, chuyện này không liên quan đến cậu, ra ngoài hết đi. Tôi có việc quan trọng, mời ngài. Thánh nghi tuy ngài quyền cao chức trọng, nhưng cũng không nên độc đoán, ngài có biết không, Tài Vương đã nói. 3 ngày sau, sẽ ký hợp đồng 300 tỷ, với Lâm Gia. Có Tài Vương hậu thuẫn cho Lâm Gia, Thánh nghi còn dám ức hiếp chúng tôi. Ngài muốn chết sao? Thánh nghi, không biết ngài có quan hệ gì với Tô Minh, hôm nay ngài dám che chở hắn. 3 ngày sau, Tài Vương nhất định sẽ không tha cho ngài. Y Thánh đại nhân, đây là tiền thuốc men, ông chủ tôi muốn ngài xuất sơn, cứu gia chủ Lâm Gia. Lâm Kiến Quốc, ông chủ của cô là ai? Tài Vương. Còn không mau đuổi họ đi, vâng. Ra ngoài, Tô Minh, cứ chờ đó, 3 ngày sau, Tài Vương và tôi ký hợp đồng 300 tỷ. Chuyện đã xong, tôi sẽ bắt anh quỳ trước mặt tôi. Lâm Y Tuyết, cô cũng chờ đó, hai người chết chắc rồi. Chúng ta đi. Đi chậm thôi, không tiến. Độc của ông Lâm đã được tôi loại bỏ. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục hoàn toàn. Ân đức của Y Thánh, Y Tuyết suốt đời không quên. Phúc bá, mau chuẩn bị thỏa thuận chuyển nhượng. Tất cả cổ phần tập đoàn Lâm Thị, cho Y Thánh để làm phí điều trị. Vâng, khoan đã. Y Thánh, ngài làm gì vậy, tôi biết. Muốn Thánh ra tay, phải có quyền lực lớn, hoặc có tài sản hàng trăm tỷ. Không thể phá quy tắc được, cậu Tô đã trả phí điều trị rồi. Lát nữa tôi sẽ viết một đơn thuốc. Theo đơn mà mua thuốc, 10 ngày sau, ông Lâm sẽ khỏi hoàn toàn. Vâng, cậu Tô. Sau này có chuyện gì cứ tìm tôi, không cần lo chi phí nữa. Lâm Y Tuyết, dám lấy trăm tỷ tài sản Lâm ra, để mời Y Thánh ra tay. Con đàn bà này thật đáng chết, đều là tiền của tôi mà, nhất định phải tìm cơ hội để giết chết nó. 3 ngày sau, Tài Vương và Lâm Gia sẽ ký kết đơn hàng 300 tỷ, nhân cơ hội ôm chặt đùi Tài Vương. Giết Lâm Y Tuyết dễ như trở bàn tay. Lần này có Tài Vương bảo vệ. Lâm Y Tuyết mất trăm tỷ. Cô ta lấy gì đấu với chúng ta, Lâm Y Tuyết chết đi, thì ngày vui của tên nghèo Tô Minh cũng đến hồi kết. Mẹ, uống trà. Lần này tôi sẽ lấy mạng của Tô Minh, tên Tô Minh này chỉ là món đồ chơi của Lâm Y Tuyết. Chỉ cần giết Lâm Y Tuyết, Tô Minh tùy anh xử lý. Tô Minh mất Lâm Y Tuyết, sẽ không thoát khỏi tay chúng ta. Ha ha. Tô Tông, yến tiệc đã sẵn sàng, các danh nhân đều đã đến, chỉ chờ anh đến, đây là thiệp mời cao nhất, mời anh nhận lấy. Lâm Phụng Chí, nợ giữa chúng ta cũng nên tính rồi, chúng ta đi. Các người đi trước đi, tôi đợi Y Tuyết, vâng. Đại gia, hôm nay ra mắt tại tiệc rượu, phải ký đơn hàng 30 tỷ cho Lâm Thiếu. Chị, may mà ngày xưa chị không lấy, Tô Minh cái thằng nghèo đó, nếu không chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội ôm chân đại gia rồi. Ôi hôm nay là ngày vui, đừng nhắc đến tên nghèo đó, nhắc đến là tôi tức. Dám công khai hủy hôn với Lý Gia, may mà nhà chúng ta có Nana, theo Lâm Thiếu. Ôi bây giờ Lâm Thiếu sắp hợp tác với đại gia. Nếu gặp lại Tô Minh, hãy để hắn không thể chịu nổi. Tô Minh, sao anh cũng ở đây? Tô Minh, hôm nay ngài Tài Hoàng đích thân tổ chức tiệc, người tham dự là những nhân vật nổi tiếng của Giang Châu. Anh đến đây làm gì? Ồ tôi biết rồi, anh sợ Lâm Thiếu sẽ dựa vào Tài Hoàng, anh và Lâm Y Tuyết sẽ không còn gì, nên anh đến đây để phá hoại. Tô Minh, anh dám phá hoại kế hoạch của ngài Tài Hoàng. Anh đang tìm cái chết, sao các người biết, Tôi không đến để tham dự tiệc, vì, anh à, ngay cả 88 vạn, tiền sính lễ còn không có. Mà cũng đòi tham dự, tiệc của Tài Hoàng Đại Nhân. Cậu không tự soi gương, nhìn lại mình xem, cậu đủ tư cách không, nhìn thấy không, người tham gia tiệc của Tài Hoàng, đều có thiệp mời này, và cả Lâm gia, cũng chỉ có Lâm Phụng Chí có. Ngay cả Lâm Y Tuyết, cũng không có, cậu có à cậu xứng à. Tô Minh, người có thể đến dự tiệc của Tài Hoàng, là những người quyền quý ở Giang Châu, cậu chỉ là kẻ đáy xã hội, không mau ra ngoài đi, ai nói tôi không có thiệp mời. Tô Minh, làm giả cũng phải động não chứ, thiệp mời của tiệc Tài Hoàng, đều như thiệp của tôi đây, toàn thân đỏ tươi, chế tác giản dị, cậu nhìn lại thiệp của mình đi, cậu là cái thá gì chứ, tôi nói này Tô Minh, sao sau khi chia tay với tôi, cậu càng ngày càng ngu thế hả? Anh đừng có nghĩ, anh tùy tiện tìm ai đó, làm một cái thiệp gắn kim cương, là sẽ khiến anh cao quý, địa vị cao sang sao? Tô Minh, những người có địa vị càng cao, càng khiêm tốn giản dị, còn như anh Tô Minh, cả đời này, cũng không bao giờ giàu được. Này, bảo vệ, mau lại đây. Ở đây có người dùng thiệp mời giả, định, lẻn vào tiệc của tập đoàn Tài Hoàng, phá rối, xin chào tôi là đội trưởng bảo vệ, ai đã dùng thiệp mời giả vậy? Chính là tiểu tử này. Hắn muốn dùng thư mời giả, để cố gắng lẻn vào tiệc của Tài Hoàng, nhanh lên bắt hắn lại đi, thưa anh, đảm bảo an toàn cho tiệc, xin hợp tác, thư mời của anh đâu, tôi là đội trưởng bảo vệ. Đội trưởng đây là thư mời giả mà. Tiểu tử, ngươi dám dùng thư mời giả, để lừa đứng ta sao? Tô Minh, ngươi thật gan to bằng trời, tiệc Tài Hoàng. Chỉ mời những quyền quý hàng đầu, ngươi lại dám dùng thư mời giả, là muốn chết phải không? Người nghèo vẫn là người nghèo, chẳng có chút đầu óc nào, đắc tội với Tài Vương, ngươi sẽ không ngóc đầu lên được, không cần nói nhiều với tên này. Đội trưởng, nhanh chóng đưa tên này đi đi, đuổi hắn ra ngoài, nếu để Tài Vương nhìn thấy, có bao nhiêu mạng cũng không đủ. Đưa đi, này đợi đã, Tô Minh, đừng cố vùng vẫy nữa, hôm nay Long Đằng trang viên, là do Tài Vương bao trọn, ngươi đắc tội với Tài Vương, dù có là Lâm Y Tuyết, cũng không bảo vệ được ngươi, nếu các người không phiền, cho ta một phút, để gọi điện thoại, đồ ngu ngốc, hôm nay dù ngươi có gọi điện, cho tiết độ sứ Giang Châu, cũng vô ích, ngoan ngoãn chịu chết đi. Gọi đi. Alo, Trần Thanh, thông báo chủ Long Đằng trang viên, trong vòng 3 phút, nếu không đến kịp, hắn không thể sống ở Giang Châu nữa. Tên nghèo này, gan lớn thật, ngươi biết Long Đằng trang viên, là của ai không, sản nghiệp Hạ Gia 5 tỷ, mặc dù Hạ Gia không bằng Lâm Gia. Nhưng ở Giang Châu, Hạ Gia là một thế lực lớn, ngươi dám nói trong 3 phút. Khiến Hạ Gia biến mất, ngươi muốn chết à, đội trưởng, anh thấy không, tên nhóc này cố ý phá hoại, một khi liên quan đến Hạ Gia. Liên quan đến tài sản, có 9 mạng cũng không đủ. Nhanh chóng đập gãy chân hắn, rồi quăng ra ngoài, Tô Minh ngươi muốn chết sao, ta chỉ muốn đuổi ngươi ra ngoài, giờ không thể tha cho ngươi nữa, ngươi đâu, đánh gãy chân hắn cho ta. Vâng, ngươi không thể chờ 3 phút, được sao, ngươi nghĩ ngươi là ai, mà ta phải chờ 3 phút. Cái tát này, vì ngươi không biết trời cao đất dày, ngươi chỉ là một, tên cặn bã ở tầng lớp thấp nhất, đòi chúng ta phải chờ 3 phút, đội trưởng, nhanh ra tay đi, nếu để gia chủ Hạ Gia và Tài Vương biết được, chúng ta đều sẽ tiêu đời, ra tay, tất cả dừng tay. Gia chủ, gió nào đưa ngài đến đây, gia chủ. Tên này dùng thư mời giả, ý đồ xâm nhập tiệc Tài Vương, may mà chúng tôi phát hiện kịp, ngài yên tâm, tiệc Tài Vương không có vấn đề gì, bây giờ tôi sẽ giải quyết thằng này. Ha ha Tô Minh. Ngươi làm kinh động đến gia chủ Hạ Gia. Lần này ngươi xong đời rồi. Ngươi cứ đợi bị đánh gãy chân. Vứt ra hoang dã đi, gia chủ Hạ, vừa nãy tên này, còn giả vờ gọi điện, nói ngài không đến trong 3 phút, sẽ đuổi ngài ra khỏi Giang Châu, mong gia chủ Hạ, trừng phạt tên Tô Minh này. Gia chủ Hạ, ngài xem. Đây là thư mời giả, do Tô Minh làm giả, làm tổn hại danh tiếng của ngài, hơn nữa còn khiến ngài đắc tội với đại gia nữa, mong gia chủ Hạ trừng phạt Tô Minh. Gia chủ, ngài đánh nhầm rồi, chính tên này gây rối tại tiệc rượu. Ngươi bị mù à? Đây là thư mời của khách sạn, mời thợ thủ công chế tác, thiệp Tài Vương. Anh làm hỏng thiệp Tài Vương, là xúc phạm Tài Vương, thiệp Tài Vương chỉ có 3 cái. Dành cho Tài Vương và người bên cạnh. Ngươi bị sa thải. đi nhận lương rồi, lập tức ra khỏi đây. Tô Tổng, mời ngài vào trong. Y Tuyết đâu rồi, cô Lâm đã đến trước rồi, tôi sẽ dẫn ngài đi tìm cô ấy. Phục vụ ngài là vinh dự của chúng tôi, mời. Đây là thiệp Tài Vương, mình lại dám xúc phạm, chủ nhân buổi tiệc Tài Vương, mình tiêu đời rồi, đây. Chủ nhân của thiệp Tài Vương, chính là Tài Vương, chẳng lẽ Tô Minh là Tài Vương, vậy chẳng phải con đã bỏ lỡ cơ hội làm phu nhân Tài Vương sao? Ba mẹ Tô Minh đời đời làm nông. Anh ta trước đây, 88 triệu tiền sính lễ, cũng không có, sao có thể là Tài Vương được, vậy ai là Tài Vương chứ? Tài Vương xuất hiện tuần trước, đã tiêu tốn hàng ngàn tỷ rồi. Anh ta, sao có thể là Tô Minh chứ? Hừ, Tài Vương xuất hiện tại Đế Đô, vừa hạ cánh xuống Giang Châu. Vì vậy, Tô Minh không thể là Tài Vương. Tô Tổng, thư ký Trần, là tôi quản lý không nghiêm, làm việc không tốt, tôi đã sa thải đội trưởng đội bảo vệ, mong ngài đừng chấp tôi. Việc này không cần truy cứu, chị cô đã về chưa? Bảo cô ấy đến Long Đằng Trang Viên, Tô Tổng, sẽ liên lạc ngay. Lâm Phụng Chí, giết hại chết Lâm Y Tuyết, chuyện này, không thể tha thứ. Ngày tháng tốt đẹp của ngươi hết rồi. Đây là ai? Ồ, tôi nhớ rồi. Khoảng 6-7 ngày trước, tại một lễ cưới, ở khách sạn Giang Châu, có một chàng trai, không thể đưa 88 triệu tiền sính lễ, và đã bị từ hôn. Chính là hắn ta. Lâm Thiếu. Chuyện này là thật sao? Không có nhầm lẫn, đêm qua có người chụp ảnh cô ấy. Tài Vương nổi tiếng, hóa ra là một phụ nữ. Hừ, vậy nên, cái gọi là thiệp Tài Vương là giả. Chờ chút nữa, tôi sẽ cho kẻ giả mạo, và làm giả thiệp Tài Vương biết, kết cục của họ sẽ ra sao. Tô Minh, người chết chắc rồi. Gia chủ hạ, ông thuê an ninh thế nào? Không nhận ra thiệp Tài Vương, giết hại Tô Tổng không vào được, nếu làm lỡ việc lớn, ông gánh nổi không? Hôm nay là tiệc Tài Vương, tham gia phải có vài trăm tỷ, tên nhóc này, dựa vào đâu mà dám tham gia, nếu để Tài Vương biết, chúng ta đều xong đời. Này, ngươi là kẻ cách đây 6-7 ngày, ở khách sạn Giang Châu, đến 88 triệu tiền sính lễ, cũng không đưa nổi đó sao, đây là tiệc của Tài Vương, không phải nơi dành cho ngươi. Ra ngoài ngay, gia chủ Vương, điên rồi à, dám gây chuyện. Dám đổ nước lên người Tô Tổng, Hạ Cương, ông bị bệnh à? Bắt tôi phải xin lỗi tên này, tôi là ai chứ? Vương gia đứng đầu 4 gia tộc, sở hữu tài sản 30 tỷ, bắt tôi xin lỗi hắn, hắn có gì, trong túi hắn có 300 tệ không? Hạ Cương, Hạ gia của ông có 5 tỷ, ở Giang Châu, cũng tạm coi là gia tộc lớn, chúng tôi không làm ông mất mặt, nhưng con người, phải biết thân biết phận. 4 gia tộc lớn chúng tôi, gia tộc nào không có tài sản hàng tỷ, trước mặt chúng tôi, ông chẳng là cái gì cả, dù ông muốn bảo vệ hắn, cũng không thể bảo vệ được, gia chủ Vương. Các người nên suy nghĩ kỹ, đây là tiệc của Tài Vương, vì chuyện này đắc tội Tài Vương, dù các người có liên kết lại, cũng sẽ bị tiêu diệt. Tránh ra, Hạ Cương, lừa dối Tài Vương, đắc tội với Tài Vương, là ngươi mới đúng. Lâm Thiếu, có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy, tôi đắc tội Tài Vương khi nào? Hừ. Hạ Cương, buổi tiệc có một thiệp Tài Vương. Chỉ có Tài Vương mới có, nhưng Tài Vương xuất hiện ở Đế Đô, vừa mới về nhà, vậy ta hỏi. Tên nhóc Tô Minh này, dựa vào đâu dùng thiệp Tài Vương? Hạ Cương, ngươi dám nói không lợi dụng chức vụ, lấy quyền mưu tư lợi, ngươi còn dám nói, ngươi không lừa dối Tài Vương, không xúc phạm Tài Vương sao? Hạ Cương, ngươi đưa thiệp Tài Vương cho tên không có nổi 88 triệu sính lễ, ngươi muốn chết à? Tôi hiểu rồi, Hạ Cương không thể dựa vào Tài Vương, nên chọc giận Tài Vương, để Tài Vương giận cả Giang Châu. Tâm địa độc ác quá. Trần gia từ nay cắt đứt mọi quan hệ với Hạ gia. Phong sát Hạ gia, Hàn gia cũng phong sát Hạ gia. Ha ha, Hạ Cương, ngươi ủng hộ tên này, bị các gia tộc phong sát. Tên này có nói đỡ câu nào không? Thật là đáng tiếc, đáng thương, đáng buồn. Ta thấy các người mới đáng thương. Lâm Thiếu, có hứng thú đánh cược một ván không? Cược, Lâm Y Tuyết chi trăm tỷ tiền thuốc, đã tiêu tan gia sản, Hạ Cương bị chúng ta phong sát, hai chỗ dựa của ngươi sụp đổ, ngươi lấy tư cách gì để đánh cược? Không dám cược thì thôi. Không dám. Ta muốn xem thử, ngươi có thể nhả ra lời gì. Được thôi, vậy thì thế này, anh không phải nói, Hạ gia sắp phá sản đúng không? Sau 3 phút nữa, nếu ngươi làm cho Hạ gia phá sản, ta sẽ quỳ xuống trước ngươi. Nếu sau 3 phút nữa, Hạ gia không những không phá sản, còn tăng giá cổ phiếu gấp 10 lần. Thì các người, tất cả phải quỳ xuống trước ta. Cược không? Tô Minh Ngả, ta nói với ngươi rồi, ta có một bệnh viện tâm thần. Ngươi có vẻ bị bệnh, ra ngoài đi tàu điện số 2, 3 trạm là tới, mau đi đi. Tô Minh, ngươi biết Hạ gia lớn cỡ nào không? Đó là 50 tỷ đấy, ngươi bé nhỏ như vậy, lại muốn giá trị của Hạ gia, từ 50 tỷ lên 500 tỷ, Tài Vương chưa chắc làm được. Ngươi là cái thá gì, mà cũng xứng sủa loạn ở đây. Tô Tổng, trong 3 phút này, khiến giá trị Hạ gia tăng 10 lần, điều này quá khó, hay là chúng ta đừng đánh cược. Tô Minh, chỗ dựa của ngươi lo lắng rồi, lần sau trước khi khoe khoang, có thể động não chút không? Lớn như vậy rồi, mà ngày nào cũng khoe khoang, không thấy xấu hổ à? Xem ra, Lâm Thiếu không dám đánh cược với Tô Tổng rồi, được. Cược này, ta cược. Trần Huyền, trong vòng 3 phút, đầu tư 350 tỷ, cho Hạ gia ở Giang Châu, nếu trong 3 phút, không hoàn thành, cô không cần phải đến nữa. Tô Minh, ngươi chỉ biết mỗi Trần Huyền sao? Ngươi nghĩ, cô ấy là nữ tỷ phú, sẽ dễ dàng lấy ra 350 tỷ sao? Ngươi nghĩ đây là đóng phim ngắn à? Nếu ngươi nói người khác, có lẽ ta sẽ cho ngươi bê phút, nhưng ngươi lại nói cô ấy. Ta nghĩ, mạng ngươi, không cần thiết phải tồn tại nữa, người đâu? Ha ha, lôi kẻ điên này, ra ngoài đánh chết cho ta, ở bữa tiệc của Tài Vương, dám lừa đảo. Xem ai dám, Hạ Cường, bây giờ ngươi khó giữ nổi mình, còn muốn lo cho Tô Minh sao? Thế nào, ngươi tin rằng sau 3 phút nữa, Hạ gia sẽ thành gia tộc trăm tỷ sao? Vương gia qua 4 thế hệ nỗ lực, mới gây dựng được hơn 300 tỷ. Hạ gia phải mất gần nửa thế kỷ. Ngươi tin rằng gã này có thể trong 3 phút giúp Hạ gia tăng tài sản gấp 10 lần sao? Gã này đã thấy nhiều tiền vậy chưa? Không chỉ Lâm Thiếu gia cá cược, mà ta cũng cá cược với ngươi. Nếu trong 3 phút, ngươi giúp Hạ gia tăng gấp 10 lần, ta cũng sẽ lại ngươi 3 cái. Ta theo, ta cũng theo, theo, chỉ biết theo thôi. Một đám chó gà thôi, các người có thời gian theo dõi, thì mở điện thoại ra mà xem, thị trường chứng khoán đi. Tô Minh à, bộ dạng ngu ngốc của ngươi, thật buồn cười. Hôm nay chứng khoán đóng cửa, làm ơn trước khi khoác lác, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng được không? Đúng là kẻ ngu ngốc, sống chỉ tốn không khí. Nếu là anh, tôi đã đập đầu vào tường chết quách đi rồi. Thị trường chứng khoán đóng cửa. Mở to mắt mà nhìn kỹ đi, đây là cái gì? Mở to mắt mà nhìn kỹ đi, đây là cái gì? Sao có thể thế được? Chỉ trong 8 phút, cổ phần của gia tộc Xia đã đạt 40 tỷ. 45 tỷ rồi, 50 tỷ rồi, bây giờ gia tộc Xia, giá trị thị trường đã tăng 10 lần, các người nên quỳ xuống, chắc chắn là giả, hôm nay thị trường chứng khoán đóng cửa, sao có thể hoạt động được chứ? Ồ, tôi hiểu rồi, chắc chắn là anh dùng tiền, mua chuộc nhân viên, để họ giúp anh thao tác sau hậu trường, 35 tỷ gì chứ, giá trị thị trường tăng gấp 10 lần gì chứ? Tô Minh, anh dám giả dối ở tiệc của Tài Hoàng chắc chắn sẽ không tha cho anh, chờ đến khi Tài Hoàng đến anh sẽ chết chắc. Tô Minh, anh đúng là kẻ lừa đảo không hơn không kém, dùng tiền của nhà họ Tả, nhà họ Long, và nhà họ Trần để làm bộ mặt, giờ còn học cách giả mạo. Nếu Tài Hoàng biết chuyện, anh chắc chắn sẽ chết, vậy nếu tôi nói, tôi chính là Tài Hoàng thì sao? Nếu anh là Tài Hoàng, tôi sẽ là quốc chủ, anh có tin không? Nếu Lâm Y Tuyết biết anh đắc tội với Tài Hoàng, cô ấy sẽ quay lưng đi ngay lập tức, còn cả Lâm Kiến Quốc, và cả nhà họ Lâm đều sẽ bỏ rơi anh, so với Tài Hoàng đại nhân. Anh chẳng là gì cả. Tô Minh, đợi đến khi Tài Hoàng đại nhân đến, tôi sẽ đích thân tố cáo anh Tô Minh giả mạo thiệp Tài Hoàng. Đến lúc đó, tôi muốn xem còn ai giúp được anh. Những người đứng sau lưng anh, như Tạ Cương, như Lâm Y Tuyết sẽ đều bỏ rơi anh. Đến lúc đó, tôi sẽ từ từ giết chết anh. Tôi sẽ để anh chết ngoài hoang dã. Tôi sẽ để anh kết thúc cuộc đời một cách thê thảm. Ha ha, tốt lắm, các vị tộc trưởng, đã thấy rồi chứ, tên nhóc Tô Minh này. Dám cầm thiệp Tài Hoàng giả mạo Tài Hoàng bản thân, nếu đợi đến khi Tài Hoàng đại nhân đến, không ai trong các gia tộc ở Giang Châu thoát được đâu. Vì vậy tôi đề nghị một việc. Tô Minh, tên này, hiện đang giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn Long Đằng. Đằng sau hắn có 3 thế lực, một là nhà họ Lâm, một là nữ tỷ phú Trần Viên, nhà họ Tả đã bị chúng ta phong sát, nhà họ Lâm để tôi lo liệu. Bây giờ tôi muốn hợp lực tiêu diệt tập đoàn Long Đằng, phá hủy cơ sở của Tô Minh. Tôi đồng ý, nhà họ Vương chúng tôi sẽ tiêu diệt tập đoàn Long Đằng. Ai đồng ý, ai phản đối, tiêu diệt tập đoàn Long Đằng, các người muốn chết. Người muốn chết là các người. lập tức điều động tất cả vốn của tôi, để tấn công thương mại vào tập đoàn Long Đằng. Nhà họ Vương chúng tôi điều động 20 tỷ vốn, tấn công tập đoàn Long Đằng. Nhà họ Trần chúng tôi điều động 15 tỷ vốn, tấn công tập đoàn Long Đằng. Tô Minh, hôm nay tất cả gia tộc danh giá ở Giang Châu, đều liên thủ tấn công tập đoàn Long Đằng của anh. Đừng nói là Trần Viên, còn 10 tỷ nữa, dù có 100 tỷ, cũng sẽ tan biến như khói bụi. Tô Minh, anh đúng là ngôi sao xui xẻo, trước là hại Lâm Y Tuyết, tiêu tốn 100 tỷ để chữa bệnh, sau đó hại nhà họ Tạ 50 tỷ bị đè bẹp. Bây giờ đến cả tập đoàn Long Đằng cũng sắp tiêu đời. Tôi muốn xem bây giờ, ai còn giúp anh, ai dám gả cho anh nữa. Hừ, rời xa tôi, anh sẽ phải cô độc cả đời. Cô không cưới thì tôi cưới. Ai nói không ai dám hợp tác với ông Tô, nhà họ Lâm 100 tỷ của tôi, nguyện cùng tồn vong với ông Tô. Ba, diễn xuất của ba thật không tệ, đúng là sáng lập của gia tộc 100 tỷ, nhưng thật đáng tiếc, tôi biết sự thật, mọi người có lẽ không biết đâu. Bố tôi trước đây đã bị bệnh, Lâm Y Tuyết vì lợi ích cá nhân, đã dùng đến cả 100 tỷ đồng, mời thần y của Long Quốc ra tay, vậy nên bây giờ, nhà họ Lâm chỉ là một cái vỏ rỗng, không còn một đồng xu nào, đừng nói đến việc thần y ra tay, rốt cuộc là ai đã dùng 100 tỷ đồng đó. Dù tôi có sử dụng tài sản của nhà họ Lâm, thì có gì sai, chẳng lẽ trong mắt cậu, mạng sống của bố, còn thua cái 100 tỷ lạnh lẽo đó sao? Lâm Y Tuyết, nếu cậu không dùng cả gia đình nhà họ Lâm, để trả 100 tỷ đồng phí thuốc men đó, vậy thì xin hỏi, trên thế gian này có ai ngu ngốc, trả 100 tỷ cho cậu, cậu nghĩ cậu đáng giá lắm sao? Nana, nếu tôi nói rằng, trên thế gian này, thật sự có người sẵn sàng vì tôi, Lâm Y Tuyết, mà chi 100 tỷ, vì vậy, dù tôi thật sự rất có lỗi với anh, nhưng tôi cũng quyết định, sẽ giao toàn bộ bản thân mình cho anh ấy. Tô Minh, ba tôi đã đồng ý rồi, từ nay toàn bộ cây cỏ của gia đình 100 tỷ nhà Lâm đều là của anh. Bao gồm cả tôi, Tô Minh Ngả, ngoài hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tôi còn có quà muốn tặng anh, cái này không tốt đâu. Nhà họ Lâm tặng Tô Minh, biệt thự Vân Vụ Thiên Cung trị giá 10 tỷ, viên kim cương trái tim đại dương trị giá 5 tỷ, 5 chiếc xe sang trị giá 1 tỷ mỗi chiếc, chìa khóa kho báu nhà họ Lâm trị giá 10 tỷ. Điều này không thể nào. Đây là giả, chắc chắn là giả, phí thuốc của Y Thánh, thực sự không phải là tài sản của nhà họ Lâm sao? Có thật là phí thuốc của Y Thánh là do anh trả không? Không thể nào, anh là cái gì chứ? Sao có thể có được 100 tỷ? Đều là giả cả, Y Thánh trở lại, hoặc là anh có quyền lực lớn lao, hoặc là anh có 100 tỷ phí thuốc. Anh không thể có quyền lực lớn lao, anh cũng không thể có 100 tỷ. Ha ha, tôi thấy đấy. Biệt thự Vân Vụ Thiên Cung, xe sang Hải Dương Tâm, chìa khóa kho báu đều là giả. 100 tỷ phí thuốc của Y Thánh đã vét sạch hết tài sản của nhà họ Lâm. Anh không thể có 30 tỷ nữa. Lâm Kiến Quốc, anh thực sự nghĩ chúng tôi là kẻ ngu ngốc sao? Biệt thự Vân Vụ Thiên Cung trị giá 10 tỷ, tôi cũng chỉ có 1 căn. Bây giờ tôi sẽ gọi cho Vân Vụ Thiên Cung, nếu không có tài sản của bạn thì chờ chết đi, trưởng tộc Vương, mau gọi điện. Vân Vụ Thiên Cung, đó là tài sản của gia tộc Tống ở Đế Đô. Gia tộc Lâm đã làm giả giấy tờ sở hữu của gia tộc Tống. Đó chính là xúc phạm gia tộc Tống ở Đế Đô. Gia tộc Tống là một gia tộc giàu có trị giá hàng ngàn tỷ. Xúc phạm gia tộc Tống, thì cả 9 họ đều phải chết. Tô Minh, anh giả mạo là tài chính hoàng đế. Cha vợ anh làm giả giấy tờ sở hữu Vân Vụ Thiên Cung. Các anh thực sự là một lũ ác độc. Lần này, anh đã xúc phạm gia tộc Tống hàng ngàn tỷ và tài chính hoàng đế. Tôi muốn xem còn ai có thể cứu các anh. Anh nói gì? Chủ sở hữu của Vân Vụ Thiên Cung, thực sự có một người tên là Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc, một căn nhà giá trị 10 tỷ thì sao chứ? Tôi cũng không thiếu tiền đâu. Lâm Kiến Quốc, hôm nay thực sự phải đứng về phía Tô Minh, chống lại tầng lớp thượng lưu Giang Châu, dù cả Long Quốc chống lại Tô Minh. Nhà họ Lâm chúng ta cũng không lùi bước. Hừ, tộc trưởng Vương, không cần lãng phí lời với những kẻ sắp chết này nữa. Tôi vừa nhận được tin tức chính xác, đại nhân Tài Hoàng đã đến tầng dưới. Tô Minh, ngày tốt của anh đã hết. Tô Minh, anh làm giả thư mời của Tài Hoàng, giả mạo Tài Hoàng, đã có tội chết, đợi đến khi đại nhân Tài Hoàng đến, anh chắc chắn sẽ chết. Lâm thiếu gia, đừng để hắn chạy thoát, nếu hắn chạy thoát, đại nhân Tài Hoàng nổi giận, lúc đó chúng ta sẽ không chịu nổi hậu quả. Chuông Tài Hoàng đã vang, anh đã xong đời. Hừ, ha ha ha, anh đang lừa ai vậy? Chúng ta bây giờ chỉ cần im lặng, đợi Tài Hoàng vào thôi. Lâm Y Tuyết, bây giờ bạn đã mất tư cách cạnh tranh với tôi, khi tôi ký hợp đồng trị giá 30 tỷ với Tài Hoàng. Trong toàn bộ Giang Châu, tôi sẽ là người duy nhất. Lâm Y Tuyết, đến lúc đó, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất trong những năm qua. Hoàn toàn. Lâm Phụng Chí, anh nói chuyện với em gái như vậy, anh còn là người nữa không? Từ bây giờ, tôi không có đứa con trai này. Không không, sao, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà sao? Hừ, Lâm Kiến Quốc, anh nghĩ rằng bây giờ nhà họ Lâm, vẫn là nhà của anh sao? Tôi đã hợp tác sâu sắc với Tài Hoàng, tất cả các thành viên cấp cao của nhà họ Lâm đã phản bội. Lâm Kiến Quốc, anh không có tư cách để đấu với tôi nữa. Bạn, ha ha, Lâm Phụng Chí, bạn thật sự nghĩ rằng, với hợp đồng 30 tỷ với Tài Hoàng, có thể thao túng toàn bộ giới thượng lưu của Giang Châu, là có thể lấy được tài sản của Di Tuyết sao? Hợp đồng 30 tỷ với Tài Hoàng mà tôi hợp tác. Sau khi đạt được, 4 đại gia đình Giang Châu và Tài Hoàng, đều đứng về phía tôi, thế cục đã định. Tô Minh, bạn và Lâm Di Tuyết. Hai người các bạn xong đời rồi, tôi sẽ giết các người, nếu đây là thế lực của bạn. Thì tôi có 4 chữ cho bạn, là cho tàn khói bay. Ha ha, Tô Minh, chỉ bạn thôi sao, giờ tôi sẽ cho bạn thành cho tàn khói bay. Người đâu? Đem hắn bắt lại cho tôi. Tô Minh giả mạo Tài Hoàng, tội này đáng chết, chết cũng không đủ. Lâm Kiến Quốc, Lâm Y Tuyết, các ngươi cùng Tô Minh hợp tác làm chuyện xấu. Người đâu? Bắt tất cả bọn họ lại cho ta. Tài Hoàng đại nhân sắp tới rồi, không thể để bữa tiệc của Tài Hoàng xảy ra chuyện gì. Đánh chúng ra ngoài bằng gậy. Đánh chúng bằng gậy. Tài Hoàng đại nhân bỏ ra 3.500 tỷ, mua lại tất cả tài sản của gia đình Tống tại Đế Đô. Từ đó, Tài Hoàng đã chiếm lĩnh thị trường thương mại của Long Quốc. Chúng ta phải chào đón Tài Hoàng trở về đỉnh cao. Vâng. Gì cơ? Bọn họ muốn đuổi Tài Hoàng đại nhân đi sao? Muốn chết à? Tiến lên nhanh. Tô Minh, ngươi đúng là không biết sống chết, dám giả mạo Tài Hoàng, chọc giận toàn bộ giới thượng lưu Giang Châu, bây giờ còn không chịu đầu hàng, còn dám chống cự, ngươi không sợ chết à? Tô Minh, nếu ta là ngươi, ta sẽ quỳ xuống cúi đầu xin lỗi ngay bây giờ, chỉ có như vậy, những người lớn ở đây, mới cho ngươi một cái chết toàn thây. Tô Minh, từ khi ngươi hủy hôn với con gái ta, kết cục của ngươi đã được định sẵn. Nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi, ta nghĩ người nên quỳ xuống là các ngươi. Những kẻ không biết sống chết đâu, lên hết đi, hủy diệt hắn, ta xem ai dám động tay. Đây là... Ngài Tài Hoàng, cuối cùng ngài cũng đến, ngài không biết rằng trước khi ngài đến, có người đã dùng giả mạo thiếp Tài Hoàng, giả danh ngài Tài Hoàng, gây rối loạn tiệc, giả danh ta, đúng vậy, người này chính là Tô Minh, Thái Hoàng đại nhân. Trước đây anh ta suýt nữa kết hôn với tôi, giờ không còn quan hệ gì với tôi. Thái Hoàng đại nhân, Tô Minh, cái tên đáng yêu đó đã giả mạo danh tính của ngài. Làm ô danh của ngài, thật sự là tội phạm trên đầu của Thái Tuế. Ngài không thể tha cho anh ta được, giả mạo Thái Hoàng, đáng tội chết. Thái Hoàng đại nhân, giết Tô Minh không cần làm bẩn tay ngài. Tôi sẽ đi xử lý hắn ngay bây giờ. Ấy, mắt ngu rồi, còn dám có ý đồ xấu với Thái Hoàng. Anh ấy mới chính là Thái Hoàng. Sao Tô Minh có thể là Thái Hoàng đại nhân? Thái Hoàng đại nhân, anh ta chỉ là một nhân viên làm công với lương tháng 3.000. Dù cho anh ta có trăm kiếp, cũng không kiếm nổi số tiền mà ngài tiêu trong 7 ngày. Ngài nói anh ta là Tài Hoàng, tôi không tin. Anh là cái gì chứ, còn dám không tin Tài Hoàng. Ha ha, Tài Hoàng đại nhân, chắc chắn là có sự hiểu lầm ở đây. À đúng rồi, ngài trước đây không phải đã cho rằng tôi rất xuất sắc sao? Muốn ký đơn hàng 300 tỷ với tôi, hay là chúng ta ký đơn hàng đó trước đã, rồi nói chuyện sau. Lâm Phượng Chí, anh đến giờ còn chưa nhận rõ bản thân mình sao? Nếu không phải Tài Hoàng đại nhân thích Lâm Y Tuyết, đừng nói là anh, Lâm Phượng Chí, dù cả nhà họ Lâm với tài sản trăm tỷ trước mặt Tài Hoàng, cũng chỉ là một hạt bụi nổi bật trên trời xanh. Tài Hoàng đại nhân thích Lâm Y Tuyết. Chẳng lẽ Tô Minh thực sự là Tài Hoàng? Tài Hoàng, thuộc hạ đến muộn, mong ngài tha lỗi, đứng lên đi. Tôi không tin, chắc chắn điều này không phải là sự thật. Tô Minh, anh thật to gan, dám thuê diễn viên giả mạo tài chính hoàng đế. Tài chính hoàng đế thật đã đến, anh chỉ còn nước chờ chết. Đúng vậy, Tô Minh đã ở bên tôi 3 năm, anh ta có tiền hay không tôi sẽ không biết sao. Thậm chí không có nổi 88.000 để làm sính lễ. Trưởng tộc Trần, các người chẳng lẽ lại nhìn, người này giả mạo tài chính hoàng đế. Khi tài chính hoàng đế đến, chúng ta đều phải chết. Tô Minh giả mạo tài chính hoàng đế, tội này đáng chết. Bây giờ, tôi sẽ với tư cách là người lãnh đạo của 4 gia tộc, ra lệnh, đóng băng toàn bộ tài sản cá nhân của Tô Minh. Tại Giang Châu, tôi cũng với tư cách là đại diện của 4 gia tộc ra lệnh. Phong tỏa tất cả tài sản của cha mẹ và người thân của Tô Minh. Phong tỏa. Các người đang tìm cái chết. 3 phút, tầng lớp thượng lưu Giang Châu, xáo trộn. Vâng. Tôi đã nói sao thấy có gì đó không ổn. Trần Uyển, Hóa ra là cô dám cùng Tô Minh thông đồng giả mạo Tài Hoàng. Thực sự không sợ chết sao? Trần Uyển, ngươi câu kết với Tô Minh giả mạo Tài Vương, không muốn sống nữa sao? Bốn trưởng tộc đều thấy rồi chứ, ta đã nói tên Tô Minh này, hoàn toàn không thể là Tài Vương, hắn biết không đấu lại chúng ta, nên muốn nhân cơ hội chọc giận Tài Vương để Tài Vương nổi giận. Để trừng trị toàn bộ giới thượng lưu Giang Châu, Trần Uyển, ngươi to gan lắm, vừa rồi ta chỉ hủy bỏ đơn hàng của Long Đằng, giờ ta muốn tiêu diệt tập đoàn Long Đằng. Để ngươi trắng tay, gia tộc tan nát, Trần Uyển Tô Minh. Hạ Cương Lâm Kiến Quốc. Các ngươi dám lập mưu giả mạo đại nhân Tài Vương. Tốt, rất tốt. Rất rất tốt, ta lấy thân phận gia chủ Trần Gia, điều động toàn bộ tài chính, ta muốn phong tỏa tập đoàn Long Đằng, tập đoàn Hạ Thị, và cả tập đoàn Lâm Thị, ta muốn khiến các người trắng tay. Ta cũng vậy. Có vẻ các người không còn cơ hội rồi. 3 phút sau, tất cả những kẻ tham gia truy sát tập đoàn Long Đằng sẽ tan thành mây khói. Tất cả những kẻ tham gia truy sát tập đoàn Long Đằng sẽ tan thành mây khói. Tô Minh, anh diễn kịch ghiền rồi hả? Tỉnh lại đi, Tài Vương đại nhân sắp đến rồi, anh còn muốn diễn đến bao giờ? Tô Minh, ngươi dám đánh chị ta? Tô Minh, anh dám đánh ta, ngươi chỉ là tên phế vật bám váy phụ nữ. Dám giả mạo Tài Vương, đợi Tài Vương thật sự đến, nhất định sẽ khiến ngươi tan thành mây khói. Tô Minh, ngươi chỉ biết chút xíu võ công quyền cước, nhưng tiếc thay, trên đời này quyền cước mãi mãi không thắng được tiền. 3 phút sau sẽ là tập đoàn Long Đằng, tập đoàn Lâm Gia và tập đoàn Hạ Gia, và còn cả ngươi nữa. Các ngươi cứ chờ chết đi. Được thôi, vậy ta muốn xem rốt cuộc ai sẽ bị tiêu diệt. Ta đoán là ngươi, đừng mơ mộng hão huyền. 3 phút sắp hết rồi, các ngươi xong đời. Ngươi nói gì? Vương gia ta bị tấn công kinh doanh, chúng ta đã phá sản. Sao có thể như vậy? Du thuyền Trần gia ta bị đánh chìm rồi, là ai làm? Lâm thiếu, rốt cuộc chuyện này là sao? Lâm thiếu, chuyện không hay rồi, công ty ta trị giá 10 tỷ, đang bị tấn công bởi vốn hàng trăm tỷ, chúng ta phá sản rồi. Tô Minh, đồ khốn nạn, có phải ngươi làm không? Ngươi không thể là Tài Vương, rốt cuộc ngươi là ai? Đó chính là Tài Vương mà các người tìm. Có vẻ ta đoán đúng rồi, người tan thành mây khói là các ngươi, làm cho tất cả mọi người ở đây tán ra bại sản, không có gì cả. Vâng, Tài Vương đại nhân. Tô Minh, Tài Vương đại nhân, tôi đã sai rồi, tôi còn trẻ tuổi, tôi không muốn phá sản, ngài cho tôi một con đường sống. Tài Vương đại nhân, cho chúng tôi con đường sống, chúng tôi sai rồi, hôm nay ta sẽ lấy danh Tài Vương, giúp Lâm gia huy động vốn 1.000 tỷ, Giang Châu lấy Lâm gia làm gương học hỏi. 1.000 tỷ. Tô Minh, liệu có quá nhiều không? Đừng nói 1.000 tỷ, dù là 10.000 tỷ, trong mắt anh không quan trọng bằng em. Vài ngày trước, Lý Na, Lý Siêu bọn họ đòi thêm sính lễ vào phút cuối, trước mặt bao nhiêu bạn bè và người thân, làm anh mất mặt không biết làm sao, chỉ có mình em đứng ra bênh vực. Từ hôm đó, anh đã quyết định rằng Lâm Y Tuyết sẽ trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thế gian. Đi thôi, anh sẽ dẫn em đi xem vương quốc anh xây dựng cho em. Đều tại cậu, nếu không đòi thêm sính lễ bất ngờ, bắt tôi chuyển nhượng căn nhà, tôi đã là phu nhân của Tài Vương, sao có thể rơi vào tình cảnh này? Làm sao em biết được? Tô Minh lại giả ngu ăn cọp, hắn có vài nghìn tỷ, sao lại keo kiệt không đưa 88 triệu sính lễ? Đều tại Tô Minh. Đồ keo kiệt đáng ghét. Đúng là, người giàu đều vô tình bạc nghĩa. Sao không đưa 88 triệu, tiền sính lễ, tất cả đều là lỗi của Tô Minh. Lâm thiếu, Tô Minh không phải là Tài Vương, Tài Vương thật sự sẽ đích thân xuất hiện, chi ra 6.000 tỷ, thâu tóm 3 đại gia phố Wall, bây giờ tin tức toàn cầu đều là về Tài Vương. Mọi người xem nhanh, các phương tiện truyền thông đều đăng tin, Tài Vương xuất hiện ở phố Wall, chụp ảnh với 3 đại gia, Tô Minh không phải Tài Vương, đây chỉ là một trò lừa đảo. Tài Vương ra mắt 7 ngày, chi gần 10.000 tỷ. Thân phận như vậy, sao có thể ở thành phố nhỏ như Giang Châu, lâu như vậy? Tô Minh, chắc chắn là giả. Tôi biết rồi, Tô Minh đã kết nối Tống gia ở Đế Đô hào môn với tài sản 3.000 tỷ. Tuy nhiên, sức mạnh của Tống gia này cũng vượt xa chúng tôi. Tô Minh, Tống Điềm, Lâm Y Tuyết, Trần Uyển, các người, cùng nhau giả danh Tài Vương, nếu mà để cho Tài Vương đại nhân biết được sự thật, các người chắc chắn chết. Tô Minh, lần này, xem ai có thể cứu ngươi. Chúc mừng Tô Tổng, Trần Thiếu hôm nay nhân danh ngài Tài Vương, xuất hiện tại Phố Wall với 6.000 tỷ, thâu tóm 3 đại gia, bây giờ, tài sản dưới danh ngài đã vượt qua 10.000 tỷ, là Tài Vương đích thực của thế giới. Ai mà ngờ tới, vài ngày ngắn ngủi, Tô Minh đã tự một người bình thường, đến tiền sính lễ cũng không có, trở thành đại gia thế giới. Chị, em còn yêu Tô Minh rồi, chị không nhanh tay thì sẽ muộn, đây là tin tốt. Lấy danh nghĩa Tài Vương của tôi, đặt hết khách sạn Long Đằng, mời các nhân vật nổi tiếng, đến tham dự đám cưới thế kỷ của tôi và Y Tuyết. Vâng. Vậy Tô Tổng lần này định đưa bao nhiêu sính lễ? 100 tỷ hay 1.000 tỷ? Đó là bí mật, đến lúc đó cô sẽ biết. Cái gì? Tài Vương thế giới sẽ tổ chức đám cưới thế kỷ tại khách sạn Long Đằng. Chuẩn bị món quà trị giá hàng nghìn tỷ, đi cùng tôi đến Long Quốc. Cái gì? Tài Vương của thế giới sẽ tổ chức đám cưới thế kỷ. Nhanh chuẩn bị của hồi môn ngàn tỷ cho ta, ta sẽ đến đám cưới cướp chồng. Chuyện không hay rồi, Tài Vương sẽ tổ chức đám cưới thế kỷ với Lâm Y Tuyết tại khách sạn Long Đằng. Cái gì? Vất vả lắm mới chọn được một người, hoàng đế đã ra lệnh ban hôn rồi, mà lại bị cướp mất. Đi theo ta đến Giang Châu. Lâm Phụng Chí nói lại cho ta nghe, chủ nhân. Để tôi lo. Tôi đã ẩn thân, 1.000 năm chưa xuất chiêu. Tô Minh, ngươi tìm đâu ra cô gái điên này vậy? Còn bảo 1.000 năm chưa xuất chiêu, ngươi biết 1.000 năm là bao lâu không? Thật đúng là kẻ vô tri vô tội, lên đi, lát nữa hãy đánh ngất cô ta trước. Ta muốn vui vẻ với Tô Minh, thật là thoải mái. Tấn công. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm sao? Sao các ngươi đứng đó làm gì? Tất cả lên nào! Tiểu tử, ngươi không muốn vui vẻ sao? Đến đây! Mỹ nữ, tôi biết tôi sai rồi. Xin đừng giết tôi. Tô Gia Gia, Tô Tổ Tông, tôi sai rồi. Tôi không nên cướp vợ ngài. Tôi không nên cử người ám sát ngài. Tôi không phải người, tôi không đáng giá, ngươi không phải sai lầm. Ngươi sợ chết, không phải vậy, Đắc Kỷ, chuyện này giao cho cô. Tôi không muốn gặp lại hắn. Ngài yên tâm, đảm bảo xử lý sạch sẽ. Chủ nhân đã xử lý sạch sẽ rồi. Được, ta biết rồi. À, Đắc Kỷ, nếu đã, đừng đùa. Nếu như cô đã có thể xuất hiện trước mọi người, vậy thì giúp tôi quản lý doanh nghiệp nhé. Hả? Bây giờ dưới tên tôi có quá nhiều tập đoàn, công ty gia tộc. Này, cô giúp tôi hợp nhất thành một doanh nghiệp tên là Tập đoàn Tô Thị. Chủ nhân, tên của ngài quá cũ rồi đấy. Cái tên thôi mà, chỉ là một cái mã thôi. Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Tài Vương, có chuyện lớn rồi. Sao thế, có chuyện gì vậy? Trần Tổng và Tống Tổng đã hợp lực đàn áp xã hội thượng lưu Giang Châu, nhưng lại bị Âu Dương Gia ở Đế Đô của Long Quốc phản kích mạnh mẽ. Âu Dương Gia giá trị 7.000 tỷ, là gia tộc hàng đầu Long Quốc. Âu Dương Luân dưới sắp xếp của 4 đại gia tộc, cùng cả Lý Na và Lý Siêu, đã để mắt đến Lâm Y Tuyết. Nếu Lâm Y Tuyết không cưới anh ta, sẽ đẩy cả Lâm Y Tuyết và anh ra khỏi Long Quốc. Cô nói nhiều quá đi, không mệt sao? Chỉ là một hào môn trị giá 7.000 tỷ, tôi không để tâm. Thông báo bên ngoài, hôn lễ tiếp tục. Tô Tổng, tôi biết ngài là Tài Vương, nhưng nền tảng của ngài quá yếu, không thể chống lại Âu Dương gia. Âu Dương gia trị giá 7.000 tỷ, đó là 7.000 tỷ đó. Trần Thiếu đang ở đâu? Trần Thiếu ngày mai mới tới. Được, tôi biết rồi, cô đi trước đi. Đừng dọa tôi nữa được không? Đắc Kỷ, tôi hỏi cô này, bây giờ tài nguyên trong tay tôi tổng cộng có bao nhiêu? Tập đoàn Tô Thị hiện nay đã mua lại 32 gia tộc, 46 gia đình, 175 công ty. Tổng giá trị thị trường đã vượt qua 12.000 tỷ, điều động được hàng nghìn tỷ, chưa kể đến hàng nghìn tỷ tôi đưa. Âu Dương gia, 7.000 tỷ, chưa bằng dòng tiền mặt của tôi, lấy gì để tranh với tôi? Lý Na, Lý Siêu thôi thải cần, đây chính là con bài tẩy sao? Nếu đã như vậy, ngày mai tôi sẽ khiến các người tan thành mây khói. Tống gia Đế Đô tài sản 3.000 tỷ, tiểu thư Tống, Tống Điềm, cô đến đây làm gì? Tài Vương đã mua lại Tống gia hôm qua. Hôm nay Tống Điềm tiểu thư đã đến bữa tiệc của Tài Vương tại Giang Châu, chẳng lẽ Tô Minh thực sự là Tài Vương? Tôi thực sự đã từ chối Tài Vương. Tôi là người phụ nữ ngu ngốc nhất trên đời, nếu Tô Minh thực sự là Tài Vương, tôi đã xúc phạm anh ấy, chẳng phải là không có đường sống, tất cả là do không có khả năng. Nếu ngươi có thể đưa ra 88 triệu tiền cưới, tôi yêu cầu anh ta cho tiền cưới, còn xúc phạm Tài Vương. Thuộc hạ Tống Điềm, chào Tài Vương, trước khi đến đây cha tôi đã nhờ tôi mang quà đến cho Tài Vương. Món quà đầu tiên, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, khu biệt thự Vân Vụ này, trị giá 30 tỷ. Từ nay về sau, khu biệt thự Vân Vụ sẽ thuộc về ngài. Món quà thứ hai, cổ vật và thư họa trị giá 300 tỷ. Món thứ ba là xe thể thao cao cấp trị giá 20 tỷ. Món thứ tư là món quà trị giá 20 tỷ, bởi nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới đã mất 3 năm để chế tạo ra chiếc vòng cổ, trái tim hoa hồng, kính mời ngài Tài Vương nhận lấy. 4 món quà này có giá trị hơn 1.000 tỷ, Tống gia ở Đế Đô, quả không hổ danh là hào môn, kẻ nghèo này thật sự là Tài Vương. Vậy nên, Lâm Y Tuyết là mỹ nhân số 1 thiên hạ, thiếu gia Âu Dương, đúng như vậy, Lâm Y Tuyết là mỹ nhân số 1 của Long Quốc. Mỹ nhân như vậy nên thuộc về ngài, tên tiểu tử Tô Minh kia, không xứng đáng, mỹ nhân như vậy, lẽ ra phải thuộc về ta. Hơn nữa, Âu Dương gia đã cống nạp cho 4 gia đình lớn ở Giang Thành trong nhiều năm. Coi như là gia thần của Âu Dương gia, người nhà bị sỉ nhục, mỹ nhân bị cướp, tên Tô Minh này chết cũng đáng. Tay của Tống gia có vẻ vươn quá dài rồi, Giang Châu này là của Âu Dương gia ta, cũng là thứ Tống gia, xứng đụng vào sao? Truyền lệnh của thiếu chủ Âu Dương, ngày mai huy động mọi nguồn lực, khách sạn Long Đằng trước khi tiệc cưới bắt đầu phải được sắp xếp. Vâng, ta sẽ làm cho Tống gia tan cửa nát nhà, ta sẽ làm cho Tô Minh thân tàn ma giải, ta muốn Lâm Y Tuyết chỉ thuộc về ta. Ha 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 ha. Lau sạch chỗ này đi. Vâng, Ha 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 ha, thiếu chủ của Âu Dương gia trị giá 7.000 tỷ, thật sự đã đến. Chết tiệt, Lý Na này sao lại dai dẳng như vậy, ở đâu cũng có. Thiếu gia Âu Dương, người phụ nữ đó chính là thư ký của Tô Minh, ngươi chính là thư ký của Tô Minh. Bảo hắn đến gặp ta. Trời ạ, chẳng phải thiếu chủ của gia tộc đứng đầu Long Quốc, Âu Dương Luân trị giá 7.000 tỷ sao? Hắn cũng đến đây à? Duyệt, để họ tự đếm nhau đi, đừng liên lụy chúng ta. Nhưng theo tôi thấy, dù cho Tô Minh thực sự là Tài Vương, cũng không thể đấu lại Âu Dương gia. Âu Dương gia đã cày cấy 3 thế hệ, trị giá 7.000 tỷ, hiện tại Tô Minh còn chưa chắc chắn là Tài Vương. Dù hắn là thật, cũng không thể sánh bằng nỗ lực của 3 thế hệ. Không xem tin tức quốc tế hôm qua sao? Cả thế giới đang đưa tin, Tài Vương xuất hiện tại Phố Wall, chi 6.000 tỷ để thâu tóm 3 đại gia. Tô Minh căn bản không phải Tài Vương, hắn chỉ dựa vào tiểu thư Tống gia, mới đánh bại tầng lớp thượng lưu Giang Châu. Tống gia tài sản 3.000 tỷ, Âu Dương gia có giá trị 7.000 tỷ, không ai có thể cứu được Tô Minh nữa. Hắn xong đời rồi, các vị này, làm ơn nói chuyện lịch sự, ông chủ tôi không thù không oán, sao anh lại muốn gây sự? 3 phút, ta cho ngươi 3 phút. Nếu Tô Minh không đến, ta sẽ giết ngươi, có điếc không đấy? Thiếu gia Âu Dương đang nói chuyện, không nghe thấy à? Hắn dùng tay nào đánh cô? Ô tổng, hắn dùng tay phải đánh, tay phải. Vậy thì đừng dùng nữa. Đồ nghèo, ngươi biết ta là ai không? Nhìn kia, bốn người bọn họ, người nào cũng lợi hại, tất cả đều là cao thủ võ đạo mạnh nhất nhân gian. Ngươi dám đe dọa ta, ngươi tìm đường chết, bắt lấy hắn, xem ai dám động tay, chủ nhân. Tô Minh, không ngờ ngươi không chỉ có Lâm Y Tuyết, một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, mà còn có cả mỹ nhân hoang dã này. Chỉ tiếc là, hai người phụ nữ này ta thích rồi. Anh em, bắt lấy họ, chờ ta vui vẻ xong, cũng cho các người vui vẻ. Lên! Chủ nhân tất cả đã xong, thật tuyệt vời. Thiếu gia Âu Dương, còn cao thủ nào nữa không? Gọi họ lại đây nhanh lên, tôi thừa nhận, cô ấy quả thực mạnh. Nhưng ở Long Quốc, người ta so tiền. Dù đấm mạnh đến đâu, cũng không thể thắng tiền. Thật đáng tiếc, Âu Dương gia của tôi thiếu gì thì thiếu, nhưng duy nhất không thiếu tiền. Ha 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 ha. Mọi người, hôm nay ai muốn cùng tôi trấn áp Tô Minh, Âu Dương của tôi sẽ hợp tác người đó để đôi bên cùng có lợi. Ai muốn đồng lõa với Tô Minh, thì đừng trách Âu Dương gia, không để yên cho người đó. Bây giờ, ai muốn hợp tác với tôi, hãy đứng phía sau tôi, ai muốn đối đầu với tôi, hãy đứng phía sau anh ta, sẵn sàng đi theo, thiếu gia Âu Dương, Tô Minh, đây là được đạo nhiều giúp đỡ, mất đạo ít giúp đỡ, lần này Âu Dương ra đấu với anh. Tôi muốn xem, thế giới này còn ai muốn giúp anh diễn kịch quá nhiều, chắc không nghĩ mình là Tài Vương, lần này, tôi sẽ khiến anh không còn chôn thân, chỉ, còn phí lời, với tên này làm gì, thiếu gia Âu Dương xin hãy nhanh xử lý, khiến tên này tán ra bại sản, mất hết tất cả, khoan đã, tôi muốn xem, hôm nay ai đứng sau lưng anh ta. Nhân tiện diệt luôn. Thiếu gia Âu Dương, ngay cả ngài cũng ra tay, nhìn khắp cả Long Quốc, còn ai dám đứng cùng Tô Minh. Tô Minh, hiện giờ, đã trở thành chuột qua đường, mọi người đều muốn đánh, không ai muốn giúp anh ta, ai nói không ai đứng cùng Tô Tổng, Tạ gia có tài sản 500 tỷ, sẵn sàng sống chết cùng Tô Tổng thuộc hạ đến muộn, xin thứ lỗi, không sao, Tạ gia 500 tỷ phải không? Trong 10 giây, hãy làm cho Tạ gia phá sản ở Giang Châu. Âu Dương Luân, dù hôm nay ngươi khiến Tạ gia phá sản, chỉ cần đi theo chân của Tô Tổng, tương lai ta sẽ đứng lại ở đây, hừ. Được ta biết rồi. Tô Tổng, Tạ gia chúng tôi dưới sự tấn công, điên cuồng của Âu Dương, đã phá sản, ha ha ha, Tô Minh, ngươi đúng là một ngôi sao xui xẻo, gia chủ Tạ gia, lựa chọn đi cùng ngươi, thật đáng buồn cho ông ta, bây giờ có gia chủ Tạ gia, làm gương trước mắt, tôi muốn xem, còn ai dám đứng về phía Tô Minh. Tô Minh, bây giờ chỉ còn là một kẻ cô đơn, ai nói Tô Tổng là kẻ cô đơn, Lâm gia hàng tỷ đồng sẽ cùng Tô Tổng tiến lui, Lâm gia đúng là không có não, Tạ gia 500 tỷ đã sụp đổ, còn vội vàng đến để chết, Lâm Kiến Quốc, ông giống Lâm Y Tuyết ngốc nghếch, chỉ tình huống này, không phải càng tốt sao, với khả năng của thiếu gia Âu Dương, anh ta sợ là họ không dám đến, chỉ cần họ dám đến, là chết chắc, trong vòng 20 giây, loại bỏ Lâm gia khỏi Giang Châu. Ha 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 ha. Lâm gia cũng xong rồi. Bây giờ Tô Minh chỉ là một con hổ bị nhổ hết răng, ta xem ai có thể cứu ngươi. Dù hoàng đế tài chính đến giúp ngươi, cũng không ích gì. Ha ha ha. Tôi biết rồi. Tô Tổng, Lâm gia của chúng tôi, cũng phá sản rồi. Cái cũ không đi cái mới không đến, chờ Âu Dương hoàn toàn sụp đổ, lúc đó tôi sẽ trả lại cho anh một gia tộc giàu có 2.000 tỷ. Phải rồi, tặng cho anh một gia tộc giàu có 1.000 tỷ. Hừ, đồ không biết điều, còn mơ tưởng đến hoàng đế tài chính. Anh nghĩ mình là ai, dám nói có 2.000 tỷ. Anh có xứng không, đời này đã thấy 2.000 tỷ chưa? Đồ vô dụng, phì, còn ai không? Cùng lên đi, tôi đang gấp, không ai đến, vậy thì chúng ta lên. Tập đoàn Long Đằng của tôi, được Tô Tổng bảo hộ, mới có giá trị 2.000 tỷ ngày nay. Long Đằng nguyện sống chết cùng Tô Tổng. Tống gia của tôi, được Tô Tổng bảo hộ, mới tiến xa thêm một bước, có quy mô 3.500.000 tỷ hiện nay, Tống gia nguyện đồng cam cộng khổ với Tô Tổng. Hai kẻ tiểu nhân, chỉ vì Tô Minh đẹp trai, mà chịu bỏ ra hơn 5.000 tỷ tài sản, tất cả đánh cược hết, hôm nay các người chống lại Âu Dương, đó chính là lấy trứng chọi đá, chờ mà tán ra bại sản, trắng tay thôi, câm miệng thối của cô lại, ở đây không đến lượt cô nói, cô. Huy động tất cả tài nguyên của gia tộc. Đánh sập toàn bộ tập đoàn Long Đằng và Tống gia ở Đế Đô, lần này tôi cho các anh thời gian, tôi muốn kết quả, rõ thiếu gia Âu Dương, nếu đây là toàn bộ sức mạnh thực sự của anh, thì tôi đã đánh giá anh quá cao. Tô Minh, ngươi là cái thá gì? Nếu không nhờ cái mặt đẹp trai của mình, không xứng gặp thiếu gia Âu Dương. Bây giờ ngươi nên suy nghĩ kỹ, sau khi Tống gia và tập đoàn Long Đằng phá sản, ngươi sẽ làm gì? Tô Tổng, Tống gia của tôi đang chịu tấn công điên cuồng từ Âu Dương, hiện đã tổn thương nghiêm trọng. Tôi cũng vậy, không ngờ, vẫn không giúp được anh. Mong Tô Tổng thứ lỗi. Tô Minh, Tống gia và tập đoàn Long Đằng đều đã sụp đổ. Tôi muốn xem lần này, anh còn quân bài nào, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ha ha ha, Tô Minh, trên thế giới này ngoài quán quân hầu và Tài Vương, không ai có thể đối đầu với. Âu Dương trị giá 7.000 tỷ của ta. Ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt ta, và giao người phụ nữ này ra, cùng với vị hôn thê của ngươi. Ta có thể xem xét, để cho ngươi một cái xác nguyên vẹn, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn. Tô Minh, ngoan ngoãn chịu chết đi. Trên thế giới này, ngoài Tài Vương và quán quân hầu, không ai đấu lại thiếu gia Âu Dương. Nếu không quỳ xuống giao nộp người phụ nữ của mình, lát nữa ngươi sẽ phải nằm đây, tận mắt chứng kiến người phụ nữ của ngươi bị làm nhục. Đến lúc đó, ngay cả cơ hội xin tha cũng không có. Ha ha ha, nếu ta nói, ta chính là Tài Vương thì sao? Ha ha ha, ngươi á, cũng là Tài Vương à? Ngươi cũng xứng sao? Ngươi thấy bức ảnh này chưa? Đã được báo cáo trên phương tiện toàn cầu. Không ngờ ngươi còn muốn lừa chúng ta. Nếu ngươi là Tài Vương, ta sẽ cúi lại 3 lần cho ngươi. Thì hôm nay, cái đầu này của Lý Na phải cúi lại. Ngài Tài Vương, ngài cuối cùng đã đến. Tên này liên tục giả mạo ngài, ngài không thể tha cho anh ta. Tài Vương đại nhân, 3 vị đại gia Phố Wall, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay gặp mặt quả nhiên là phong thái phi phàm. Có dáng dấp rồng phượng. Ồ, phải rồi, tôi xin tự giới thiệu, tôi là thiếu chủ Âu Dương của Long Quốc 7.000 tỷ. Hân hạnh, hân hạnh. Thật là mù mắt. Tài Vương đại nhân cũng dám mạo phạm thiếu gia Âu Dương 7.000 tỷ. Ta nghĩ là không cần nữa rồi. Khi nào tôi đã xúc phạm đến ngài? Trần Sơn xin gặp Tài Vương. Không phụ lòng mong đợi, tôi đã với giá 600 tỷ, mua lại 3 đại gia Phố Wall. Bây giờ thương mại toàn cầu, đi theo sự dẫn dắt của Tài Vương. Đứng lên đi. Tôi lại vì xính lễ 88 vạn, mà mất cơ hội trở thành Tài Vương toàn cầu, cơ hội của em vợ. Tôi chết chắc rồi. Tôi đã làm gì vậy? Tôi đã tự tay đuổi Tài Vương đi. Một người chồng vàng ngọc như vậy, tôi là người mẹ vợ ngu ngốc nhất trên đời. Và còn xúc phạm Tài Vương, Lý gia hoàn toàn sụp đổ rồi. Không ai có thể cứu chúng ta được. Tô Minh, sao anh không cho tôi biết thân phận thật của anh có tài sản hàng nghìn tỷ, sao không chịu đưa cho tôi? 88 triệu tiền cưới, tại sao anh không chịu chuyển nhà cho em trai tôi? Anh chỉ cần đưa tôi 88 triệu tiền cưới, tôi sẽ vui lòng lấy anh mà. Anh là người giàu nhưng không có lòng nhân, trêu chọc người khác vui lắm sao? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi là Tài Vương, cô có tin không? Chỉ cần nghe bất kỳ ai có chút nghi ngờ, là cô sẽ trở mặt ngay. Người như cô có tư cách gì để nghi ngờ tôi? Tôi, còn việc tại sao tôi có tài sản hàng nghìn tỷ, mà không muốn đưa sính lễ cho cô, đó là vì số tiền sính lễ đó, là những gì tôi đã cố gắng tích góp, bằng mọi nỗ lực trong nửa đời trước, cực kỳ vất vả mới có được, còn số tài sản hàng nghìn tỷ kia, tôi sử dụng mà không tiếc. Căn nhà trị giá gần 34 triệu kia, là tâm huyết của tôi trong nửa đời trước, tôi đã dành cho cô, những điều tốt đẹp nhất, mà cô bỏ rơi chúng như rác rưởi. Người phụ nữ như cô, khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Anh cho tôi một cơ hội được không? Tôi thề rằng tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn gấp đôi. Tin tôi đi, tôi sẽ bù đắp cho anh, gấp 10 lần, được không? Chúng ta yêu nhau 3 năm, chúng ta có nền tảng tình cảm mà, tôi cho cô cơ hội. Không thể nào. Tô Minh, anh đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa, không có tình cảm không có nghĩa lý, ngay cả tôi người đã ở bên anh, trong 3 năm qua, anh cũng bỏ đi như bỏ đôi giày cũ, tôi muốn xem. Trên thế giới này, còn người phụ nữ nào dám lấy anh? Sính lễ 88 triệu anh cũng không muốn đưa. Bây giờ có ai muốn lấy anh, thì cũng chỉ vì tiền của anh. Họ chỉ muốn có sính lễ, càng ngày càng nhiều thôi. Anh có biết không? Hừ, ha ha ha. Nếu cô không cưới, chúng tôi cưới. Chúng tôi không cần sính lễ. của tôi, của tôi, của tôi, của tôi, của tôi,